nhờ vào sự cố gắng và ý chí sắt đá thì cuối cùng Luffy cũng đã đánh bại được ngũ lão tinh Saturn. Sau đó nhóm của Luffy đã mở tiệc ăn mừng thật hoành tráng. Lúc buổi tiệc kết thúc, cậu ta đã đi tới một vách núi để hồi tưởng về người anh trai yêu quý A của mình. Bây giờ cậu ta nghĩ, nếu như vào hai năm trước mà mình cũng có sức mạnh như hiện tại thì A rất có thể sẽ không chết. Tất cả đều là do mình quá yếu đuối, nghĩ tới đây thì Luffy đã bắt đầu rơi nước mắt. Robin vô tình thấy được cảnh này thì liền nói cho mọi người biết. Thế là cả bọn đã đi tới an ủi Luffy và nói chuyện đó không liên quan tới cậu nhưng dù họ có khuyên bảo thế nào thì trong lòng Luffy vẫn cảm thấy nặng trĩu. Bất ngờ, từ trong không trung đã xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ. Từ vòng xoáy đó có một cô nàng tuổi tầm 30 vô cùng xinh đẹp, đang mặc một bộ kimono lộng lẫy bước ra. Người này chính là phu nhân Toki, vợ của Oden. Lúc gặp được Toki, mọi người không ai nhận ra. Phu nhân cũng hiểu được điều đó nên đã lên tiếng giới thiệu, "Chào cậu mũ rơm à, ta đây là mẹ của Momonosuke và công chúa Hiyori." Mọi người đã vô cùng bất ngờ, làm sao chuyện đó xảy ra được? Chẳng phải mẹ của Momonosuke đã chết rồi hay sao? ha ha chuyện này dài lắm nhưng ta thật sự chưa chết chỉ là ta có một số lý do riêng nên không thể gặp lại hai anh em của momo có điều hôm nay ta đến đây không phải để nói chuyện này mà là ta muốn trả ơn cho cậu vì trước đây đã giúp đỡ hai đứa con của ta đoạt lại wano đồng thời cậu cũng đã dạy cho bọn nó rất nhiều điều hữu ích do tính dễ tin người nên Luffy không hề nghi ngờ thân phận của phu nhân toki và bảo cậu ta xem momo là em trai nên những việc cậu ta giúp không là gì cả tuy rằng Luffy và sanji không hề nghi ngờ thân phận của phu nhân toki nhưng những người khác thì không dễ gì tin tưởng Phu nhân Tokyo cũng biết được điều đó nhưng cũng không giải thích mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ta biết trong lòng của cậu còn có một khuất mắt rất lớn, đó chính là cậu rất ân hận về cái chết của ấy có đúng không? Thầy Lắp Phi lặng im gật đầu thì phu nhân lại tiếp lời, xem ra nếu cậu không giải quyết được khuất mắt này thì khó lòng buông bỏ được tảng đá trong lòng nhỉ. Ta cũng không giấu gì cậu hôm nay ta xuất hiện ở đây là muốn dùng khả năng thức tỉnh của trái ác quỷ thời gian, giúp cho cậu và ba người nữa trở về quá khứ để thay đổi kết cục bi thảm của ấy và dâu trắng. Cậu có muốn hay không? Lắp Phi và mọi người nghe được lời này thì đã vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh cậu ta đã hưng phấn mà nói lời đồng ý phu nhân Toki kỳ thấy thái độ của Luffy thì cũng nở ra một nụ cười nhưng sau đó khuôn mặt của cô ta cũng trầm lại mà nhắc nhở laffy à mặc dù quay về quá khứ có thể giúp cậu cứu anh trai nhưng cũng rất có thể vì thế mà cậu sẽ đánh mất đi một phần sức mạnh của hiện tại liệu cậu có muốn đánh đổi hay không cậu nên nhớ rằng sức mạnh hiện giờ cậu có được là nhờ động lực từ cái chết của ấy đó laffy không ngần ngại mà trả lời dù có trả bằng bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý và trên hết tôi đây không cần một thứ sức mạnh đánh đổi bằng cái chết của anh trai mình với câu trả lời này thì phu nhân đã nở ra một nụ cười vừa ý rồi bảo với Luffy phi nếu vậy thì cậu hãy tìm thêm ba người vừa có sức mạnh vừa có ý chí kiên định tập hợp ở đây bảy ngày sau tôi sẽ quay lại để giúp các cậu xuyên không về quá khứ nói xong phu nhân toki cũng liền biến mất trong sự ngơ ngác của mọi người lúc phu nhân biến mất nami và đồng bọn đã không ngừng khuyên nhủ Luffy phi hãy cẩn thận vì danh tính của người đó không rõ ràng trước lời nhắc nhở này thì Luffy phi liền bảo cô nàng và mọi người cứ yên tâm vì cậu cảm nhận được người đó rất chân thành không hề có ác ý do thấy không ngăn cản được lắp phi nên mọi người liền muốn đi cùng với cậu Bọn họ vừa nói tới đây thì bất ngờ có một giọng nói vang lên, "Nếu em đã quyết định như thế thì hãy cho anh đi cùng với em nhé." Người nói ra lời này không ai khác chính là Viêm Đế Sabo. Luffy thấy Sabo xuất hiện ở đây thì vô cùng vui mừng, rồi chạy tới ôm chầm lấy anh và hỏi tại sao anh ta lại ở đây. "Ha ha, anh nghe em gặp nguy hiểm nên đã chạy lại đây giúp nhưng không ngờ khi tới nơi em đã giải quyết xong hết." Anh cũng vô cùng kinh ngạc vì không ngờ một người như Saturn mà em cũng có khả năng đánh bại. "Anh đọc báo thấy được thông tin đó anh cứ ngỡ như mình đang mơ không à." Luffy cười ha hả mà bảo chỉ cần có đủ thịt thì cho dù xa tăng em cũng có thể đánh bại được chứ nói gì sa với câu trả lời này của Luffy thì mọi người đã cười như điên vui đùa xong thì bây giờ bọn họ liền quyết định chọn ra thành viên để xuyên không kết quả là ngoại trừ Luffy thì có thêm ba người nữa đó chính là sabo zoro và sanji vì họ chính là những người mạnh nhất ở đây chọn lựa xong bọn họ lại bắt đầu ăn mừng sự gia nhập của sabo và chờ ngày phu nhân toki quay trở lại 7 ngày sau khi bình minh vừa ló dạng thì phu nhân toki đã xuất hiện từ giữa hư không và chào hỏi mọi người Luffy à, cậu đã có quyết định hay chưa Nghe được câu hỏi này thì Luffy, Zoro, Sanji và Sabo cùng nhau bước lên và nói, "Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, xin phu nhân hãy đưa chúng tôi trở về quá khứ." Phu nhân Toki nở ra một nụ cười, rồi cô ta cũng không quên nhắc lại hậu quả khi trở về quá khứ là rất có thể sẽ đánh mất đi một phần sức mạnh hiện tại. "Chuyện đó chúng tôi biết cả rồi, nhưng chúng tôi không hề sợ nên mong phu nhân hãy giúp cho bọn tôi." Nghe vậy thì phu nhân Toki liền tạo ra một cái vòng xoáy rồi trong thoáng chốc đã đưa bốn người du hành về quá khứ. Sau khi đưa nhóm người của Luffy trở về quá khứ thì phu nhân Toki đã xuất hiện ở một nơi cách đó khá xa bất ngờ có một vị samurai xuất hiện ở cạnh Toki. Người này dáng dốc, tuy có hơi lộn thụng nhưng không thể nào che giấu được tố chất hơn người của ông ấy. Và người này không ai khác chính là Oden. Bây giờ Oden cũng không quên hỏi Toki, tại sao em lại nói dối với bọn họ là nếu quay về quá khứ sẽ mất đi sức mạnh hiện tại hả? Phu nhân Toki hiền hòa trả lời, bởi vì em muốn một lần nữa khảo nghiệm xem thử lòng tin của chúng ta đặt vào có đúng người hay không. Trên hết là lần xuyên không này, nhóm người của Luffy sẽ có được một thứ sức mạnh vượt hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Một người chỉ vì có được sức mạnh mà quên đi tình nghĩa thì không xứng đáng có được đặc ân của thần. Nghe tới đây thì Odin mới hiểu ra mọi chuyện rồi nở ra một nụ cười. Quay trở lại chỗ Mũ Rơm, bây giờ bọn họ đã đi tới nơi sử tử A và dòng thời gian hiện tại là rơi vào lúc Luffy vừa mới xuất hiện cùng với nhóm người của Buggy. Khi trông thấy dáng vẻ bố đời lúc trước của mình thì Luffy cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Bên cạnh đó thì Sabo và hai thằng bạn cũng không quên trêu chọc, "Luffy à, em ngày xưa trông ngốc quá hả?" À? Sanji tiếp lời, "Bây giờ cậu ta cũng đâu có đỡ hơn tí nào đâu." trong lúc bọn họ đang chém gió thì bất ngờ Luffy của tương lai và quá khứ bỗng dưng phát sáng rồi cả hai trong thoáng chốc đã hợp nhất lại với nhau có điều cảnh này chỉ có nhóm người của Luffy là thấy được còn những người khác không hề hay biết lúc hai cơ thể xác nhập lại với nhau thì phu nhân Toki cũng xuất hiện trong tâm trí và giải thích cho bọn họ hiểu sở dĩ có hiện tượng này là vì quy tắc của thế giới không cho phép hai người giống nhau xuất hiện cùng một không gian nên nếu có điều đó xảy ra thì không gian sẽ cưỡng ép dung hợp bọn họ lại từ đó bọn họ sẽ có được sức mạnh vượt xa so với sức mạnh mà họ vốn có nghe phu nhân Toki giải thích thì nhóm người của Sabo đã vô cùng kinh ngạc còn Luffy thì cũng không hiểu khỉ gì. Tuy không hiểu lời giải thích của phu nhân Toki nhưng Luffy có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang dâng trào trong cơ thể mình. Vào thời khắc này thì Luffy của tương lai đã tạm thời khống chế cơ thể. Sau đó, Luffy liền quyết định lao tới chỗ của dâu trắng để cho ông ta biết thông tin hải quân đang muốn âm thầm xử tử ấy. Cũng giống như kiếp trước, thái độ của mũ rơm vẫn bố láo quá trời. Trong thấy được cảnh này thì dâu trắng khá là cay và liền vun đao lên nhằm muốn chấn áp thằng nhóc trước mặt. Vào giờ phút ấy. Luffy không hề sợ hãi mà còn trừng mắt trước mặt dâu trắng. Thấy ánh mắt kiên định trước mặt mình, trong thâm tâm của dâu trắng bỗng dưng hiện lên một sự khiếp sợ chưa bao giờ có. Tại sao nó chỉ mới là một thằng nhóc mà lại có thể tỏ ra được thứ uy áp đáng sợ tới cỡ này chứ? Ông ta còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng Luffy nở ra một nụ cười mà nói, ông già à, thấy ông còn khỏe như vậy ta mừng lắm. Bố cái thằng điên, ngươi đang nói cái gì vậy? Làm như chúng ta thân với nhau lắm vậy đó. Nghe dâu trắng chửi thì Luffy cũng chỉ nở ra một nụ cười rồi sau đó liền nhìn về phía của A mà hô lớn, anh trai à, lần này em nhất định sẽ cứu được anh bằng mọi giá. Với lời nói ngốc nghếch của đứa em thì A đã vô cùng cảm động. Nhưng vì lo lắng cho thằng em nên đã kêu nó đừng có làm liều. Cùng lúc đó thì Grab cũng vô cùng cay cú, tại sao thằng nhóc trời đánh này lại xuất hiện ở đây hả? Tất cả đều tại vì thằng xanh mất dịch mà ra, bà nội cha mày xanh à. Ngược lại với sự yêu thương của bọn họ thì đám người hải quân đã vô cùng tức giận và cay hơn ai hết chính là đô đốc Akenu. Trong tình huống đó, hắn liền ra lệnh cho các phó đô đốc và thuộc hạ hãy lao lên giết chết con trai của Dragon để chấn áp sĩ khí của đám hải tặc. Giống như quá khứ, khi bọn họ biết được thân phận thật sự của Luffy thì đã vô cùng bất ngờ. Sau đó thì đám hải quân đã ồ ạt lao lên như vũ bão. Chứng kiến được cảnh này, Luffy liền nở ra một nụ cười rồi từ từ bước lên phía trước trong sự ngơ ngác của mọi người. Với màn chơi ngu của Luffy thì dâu trắng và đồng bọn cũng bất ngờ lắm, thằng nhóc này đang muốn tự tìm đường chết à. Khi bọn họ còn đang ngây ngốc thì bất ngờ Luffy đã nhìn thẳng về phía trước và bộc phát ra Haki bá vương. Luôn Haki đi tới đâu thì hải quân đã ầm ầm ngã xuống tới đó, thậm chí cả những phó đô đốc hải quân cũng mém phải ngất tới nơi dâu trắng đã không thể tin vào mắt mình nữa thằng nhóc này sao lại có haki bá vương mạnh tới như vậy cơ chứ sức mạnh này thậm chí không hề dưới ta ở thời kỳ toàn thịnh grab thì cũng đã đổ mồ hôi hột từ lúc nào mà thằng cháu mình lại có sức mạnh đáng sợ tới như vậy hả sengoku cũng tiếp lời sức mạnh kinh khủng tới cỡ này nếu không phải trải qua vô vàn trận chiến sinh tử thì không thể nào có được vì lẽ gì một thằng nhóc con lại có về phần của bo han cốc thì ngoại trừ sự bất ngờ còn có niềm vui to lớn Luffy chỉ mới rời xa mình có mấy ngày mà lại mạnh lên nhanh chóng tới vậy chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu à nếu cứ theo đàn này thì qua trận chiến mình và lưu phi sẽ kết hôn với nhau rồi hi hi và cũng tương tự như mọi người các đô đốc cũng đã hú hồn chìm én đô đốc kizaru thấy tình hình không ổn thế là ông ta đã dùng tốc độ ánh sáng lao tới trước mặt của Luffy và chuẩn bị tung cú đá với tốc độ ánh sáng để giết ngay không cho nó đẻ trứng vào thời khắc cái chân của ông ta sắp chạm tới người của Luffy thì bất ngờ sanji đã xuất hiện kế bên cậu ta và sử dụng đôi chân bọc haki của mình để ngăn cản cú đá đó sau khi ngăn cản được thì bất ngờ cậu ta dùng đòn đi bồ Jumbo để đạp đô đốc kizaru bay thẳng xuống đất khi ngồi dậy được thì mặt của đô đốc kizaru đã đầy dấu chấm hỏi bọn này chẳng phải là đám nhóc trước đây mình đã từng đánh bại ở quần đảo sapodia vì lẽ gì mới có mấy ngày không gặp mà bây giờ bọn nó lại mạnh tới vậy cơ chứ sanji sau khi đá bay kizaru thì cậu ta đã đứng kế bên Luffy và đốt một điếu thuốc hút phì phèo trong quá trình này cậu cũng không quên nhắc nhở các ngươi muốn đụng tới thuyền trưởng của ta thì phải bước qua xác ta cái đã bây giờ có một tên hải quân đã lấy bản truy nã ra và biết được người này chính là sanji chân đen người được treo thưởng 77 triệu berry họ không thể nào tin được một người chỉ có mức treo thưởng 77 triệu berry mà có thể đá bay được một đô đốc hải quân trong thoáng chốc. Bà mẹ cái thằng nào viết lệnh truy nã này hả? Mày đừng để cho ông biết nha, ông biết ông cho nhà mày sáng nhất khu phố đêm nay. Có điều không chỉ phe hải quân bất ngờ không đâu mà bây giờ đây dâu trắng, mắt cô và Jozu Kim Cương cũng bất ngờ không kém. Sau đó thì mắt cô đã lên tiếng, không ngờ em trai của A không chỉ mạnh bá đạo mà lại còn có một người đồng đội mạnh không kém mình. Lần này chúng ta đã có thêm cơ hội để thành công rồi. Bố già nở ra một nụ cười thích thú. Đô đốc Aokiji thấy tình hình không ổn thế là ông ta đã lao lên, sử dụng năng lực của trái ác quỷ tạo ra một ngọn núi băng đâm về phía của Luffy. Vào thời khắc tảng băng sắp đụng vào người của cậu ta thì bất ngờ có một bóng hình vượt qua và chém tan tành tảng băng rồi nói: "Ngươi muốn đụng tới thuyền trưởng của ta thì phải hỏi thanh kiếm trên tay ta cái đã." Nói xong thì Zoro cũng liền sử dụng ba thanh kiếm của mình để tạo ra một đòn vòi rồng đánh bay Đô đốc Aokiji. Mọi người chứng kiến được cảnh này thì một lần nữa lại há hốc mồm. Riêng về phần của mắt diều hâu thì đã không thể nào tin được, không ngờ thằng nhóc mấy tháng trước mình từng đánh bại, bây giờ lại có thể mạnh tới cỡ này thấy vậy mắt diều hâu cũng liền quyết định chém một nhát kiếm tương tự với nhát kiếm mà trước đây ông dùng để thử sức mạnh của dâu trắng khi thấy luồng kiếm lao tới Zoro đã nở ra một nụ cười rồi cậu ta cũng liền vung ra một đòn cc son son để đánh trả lúc hai luồng kiếm khí va chạm với nhau thì trong thoáng chốc đã phát ra một tiếng nổ kinh hoàng ha ha miha cả ông thấy sức mạnh của ta hiện giờ có đủ tranh hôi vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới với ông chưa hả nghe được câu hỏi này thì miha chỉ hờ hững mà nói cậu không tệ nhưng muốn đánh bại ta thì cậu còn chưa đủ tầm đâu tuy rằng ngoài miệng thì ông nói như vậy thôi chứ trong lòng của ông ta thì bây giờ đã vô cùng chấn động vì lẽ gì tên này lại mạnh lên nhanh tới vậy chứ trước đây mặc dù ta đã từng hy vọng vào nó rất nhiều nhưng sự phát triển này thì cũng đã quá điên rồ rồi lúc miha còn đang mải mê suy nghĩ thì ở bên này thủy sư đô đốc sengoku cũng đã mém ộc máu tới nơi thằng cháu trời đánh của grab sao lại đi cùng với những tên bá đạo tới như vậy chứ trên hết là bọn viết lệnh truy nã vì lẽ gì lại treo thưởng tên này với giá 120 triệu berry hả sức mạnh của bọn này chẳng thua kém gì các đô đốc đâu với nhận xét của Sengoku thì đô đốc Akenu đã vô cùng tức giận, rồi vung ra những cú đấm nham thạch lao thẳng về phía của Luffy. Những cú đấm sắp lao tới chỗ của cậu ta thì một lần nữa lại có tiếng nói vang lên. Ngươi dám động tới em trai của ta và giết người anh em của ta thì phải hỏi Sabo ta có đồng ý hay không đã. Nói xong thì Sabo liền lao lên và dùng đòn hỏa quyền của mình để đánh trả lại đòn nham thạch của đô đốc Akenu. Khói bụi tan hết thì mọi người cũng nhận ra người này chính là nhân vật đứng thứ hai của quân cách mạng, tham mưu trưởng Sabo. Vào thời khắc thấy được cảnh này thì A đã vô cùng bất ngờ, cái bóng hình này là chẳng phải cậu ta đã chết rồi hay sao vì nghĩ thế nên ấy đã hô lớn lên sabo à là cậu có đúng không sabo thấy được khuôn mặt bất ngờ của ấy thì cũng nở ra một nụ cười mà nói vì lẽ gì cậu lại hỏi ra câu ngốc nghếch tới như vậy chứ chẳng lẽ không nhận ra người anh em của mình hay sao với câu trả lời này thì ấy đã òa lên khóc cậu vẫn còn sống thì tốt quá rồi bây giờ đây thủy sư đô đốc sengo quát lên tại sao quân cách mạng của các ngươi cũng xen vào chuyện này nữa hả ha ha ta không chỉ là thành viên của quân cách mạng mà ta còn là người anh em của ấy nên các ngươi muốn xử tử cậu ta thì ta bắt buộc phải cho các ngươi biết thế nào là địa ngục lúc sabo nói ra lời đó thì ở những nơi khác của tân thế giới cũng đã vô cùng ầm ĩ cụ thể là ở tổng bộ của quân cách mạng cha của Luffy không thể nào tin nổi sabo lại có thể sở hữu được sức mạnh đáng sợ tới như vậy nhưng với kinh nghiệm ra đời của mình thì dragon đã nhận ra sabo này không giống như sabo mà ông từng quen biết bây giờ ở một nơi cách đó khá xa sabo của quá khứ cũng thấy được cảnh này nên đã vô cùng sốc người này là ai tại sao lại giống mình tới vậy trên hết là vì lẽ gì mình lại gọi chỉ huy của băng dâu trắng là anh em chứ khi nghĩ tới đây thì đầu của cậu ta đã vô cùng nhức nhối nhờ đó cậu ta đã đánh thức được trí nhớ vốn có của mình lúc bấy giờ ở thánh địa của thiên long nhân ngũ lão tinh cũng chứng kiến được cảnh này nên đã vô cùng tức giận saturn lên tiếng tại sao cái đám quân cách mạng khốn kiếp đó lại xuất hiện ở đây hả nếu cứ theo tình hình này thì rất có thể dragon cũng sẽ đến nó Khương ngũ lão tinh cầm kiếm cũng liền đính chính dù dragon có tới hay không thì tình hình bây giờ cũng quá bất lợi cho phe của chúng ta rồi thế nên hãy cử thêm bò lục và fujitora tới nơi đó đi tuy hai tên đó không phải là đô đốc nhưng sức mạnh cũng chẳng thua gì đô đốc hải quân đâu trên hết là nếu tình hình không ổn thì một trong chúng ta cũng phải đích thân tới đó mới được tên Saturn nghe vậy thì cũng coi thường mà nói ông đừng nên làm quá tình hình lên như thế dù sao ở đó cũng còn có sengoku Gap, ba đô đốc cùng với vương hạ thất vũ hải mà ông thì biết cái gì chứ sức mạnh của bốn tên nhóc vừa mới xuất hiện không dưới tầm của đô đốc hải quân đâu trên hết là tên nhóc lắp phi đó dường như có sở hữu một thứ sức mạnh rất đáng sợ thứ sức mạnh đó ta chỉ có thể âm thầm cảm nhận được và sau một lúc bàn cải thì bọn họ quyết định sẽ cử bò lục và fujitora đi tới đó trước nếu như tình hình không ổn thì bọn họ mới đích thân xuất chiến trở lại chỗ của Luffy mũ rơm bây giờ cả bốn người đã tập hợp đông đủ trong tình huống đó Luffy đã lên tiếng mọi người à hãy yểm trợ cho tôi tiến lên cứu ấy nhé ha ha em cứ yên tâm mà xông lên đi bọn anh đây sẽ thay em giải quyết chứng ngại vật nói xong thì sabo Zoro và Sanji cùng một số thành viên của băng dâu trắng đã xông lên chiến trường. Sanji thì tiến về chỗ đô đốc Kizaru, Zoro thì xông về chỗ đô đốc Aokiji. Riêng về phần của Sabo thì lại xông về chỗ đô đốc Akainu. Còn các thành viên của băng dâu trắng thì đã xông lên đánh với những người còn trụ được sau luồng Haki bá vương của Luffy. Đối diện với trận thế khủng bố của nhóm mũ rơm, hải quân đã vô cùng chật vật. Sengoku thấy khí thế hung bạo của bọn họ thì ông ta đã vô cùng lo lắng và liền kêu người gọi báo với cấp trên tình hình ở đây. Đồng thời ông cũng yêu cầu tổng tư lệnh công cử người tới trợ giúp. Phân phó xong mọi việc thì ông ta liền nắm áo của Gáp mà quát mắng, bà mẹ ông thật chứ tới giờ mà ông cũng còn tỉnh bơ như thế được à tất cả là tại vì thằng cháu mất dịch của ông mà ra đó sau đòn haki bá vương lúc nãy của nó thì gần như đã hạ hết đám binh lính thông thường chỉ còn lại những thành phần ưu tú nhưng dù bọn họ có giỏi tới đâu thì cũng không thể nào một mình mà cân với quá nhiều người được thế nên ông tính như nào đây hả nghe được lời này thì gáp cũng liền cười và bảo ồ thằng nhóc đúng là quá giỏi không hổ là cháu trai của ta mà nói xong gáp lại cười ha hả trước thái độ cợt nhã của gáp thì sengoku mém ốc máu tới nơi bà mẹ ông thật chứ nếu ông không phải là anh hùng hải quân thì nãy giờ ta đã đánh chết ông tại chỗ rồi đó quát mắng xong thì sengoku chỉ đành tiếp tục xem xét tình hình để đưa ra hướng giải quyết hợp lý hơn vào giờ phút mọi người đang đánh nhau kịch liệt thì Luffy đã đi lại chỗ của dâu trắng và marco đang đứng sau đó cậu ta cũng không quên nhắc nhở ông già à điều tôi nói ra có thể ông sẽ không tin nhưng chắc chắn đó là sự thật một tí nữa đây thằng con trai người nhện sút của ông sẽ bị hải quân tẩy não mà đi tới chỗ này đâm ông một phát đó marco và dâu trắng nghe được lời này thì đã vô cùng bất ngờ sau đó dâu trắng đã tức giận mà quát mắng thằng nhóc con ngươi đang nói đi khủng cái gì vậy ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là em trai của ấy thì muốn nói gì thì nói nha con trai của ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như thế đâu nên tốt nhất ngươi đừng nói thêm một lời nào nữa bằng không thì đừng trách ta không nể tình Luffy phi liền đáp lại ông già à tôi biết rằng ông không tin lời tôi nói nhưng đó chính là sự thật và trên hết con trai của ông cũng không phải muốn phản bội ông mà chỉ vì hắn ngu thôi lúc Luffy phi vừa nói tới đây thì dâu trắng đã quát lên một tiếng rồi lập tức dùng sức mạnh của trái chấn động đấm thẳng về phía của cậu ta trong tình huống đó Luffy cũng trầm mặc lại rồi sau đó liền bọc Haki Bá Vương vào trong tay của mình mà ngăn chặn đòn của dâu trắng. Cơn chấn động dữ dội qua đi, thì dâu trắng cũng đã bị bật lại mà lui về phía sau. Riêng về phần của Luffy thì vẫn đứng yên bất động. Do tình hình chiến sự đang rất căng thẳng, nên sự kiện xảy ra ở bên này chỉ có hai bố con của dâu trắng và ông nội gáp là thấy được thôi. Khi định thần lại được, một lần nữa dâu trắng lại trở nên hoảng hốt. Đây là kỹ thuật nén Haki Bá Vương vào trong đòn đánh, tên nhóc con này vậy mà cũng làm được. Dù đòn vừa rồi ta đây tung ra có 5 phần sức mạnh, nhưng thằng nhóc này cũng không nên đỡ một cách dễ dàng tới như vậy chứ lúc dâu trắng vừa nghĩ tới đây thì bất ngờ ông ta đã trầm mặc lại vì phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng đó chính là Luffy ngăn cản được đòn đó không phải chỉ vì cậu ta quá mạnh mà còn vì sức mạnh của trái ác quỷ chấn động đang giảm đi một cách nhanh chóng ông không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy có điều ông vẫn còn mừng vì sức mạnh haki của mình dường như không hề thay đổi có điều hiện tượng này không chỉ xảy ra với mình dâu trắng mà ây và những người sở hữu trái ác quỷ chết trong trận chiến ở quá khứ cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng vì A bị còng đá biển xích lại nên không cảm nhận được mà thôi. Trong lúc bố già đang ngẩn ngơ thì Marco ở bên cạnh cũng đã hô lên, tại sao có chuyện điên rồ tới vậy chứ? Mình biết bố già sẽ không tung ra hết lực nhưng vì lẽ gì một thằng nhóc con lại dễ dàng đánh bật bố trở lại hả? Tên nhóc này đúng là quá độ châu bò rồi. Cũng trong giờ phút này, Gáp trầm mặc lại và dường như đang suy nghĩ một cái gì đó. Sau khi ngăn chặn được cú đánh của dâu trắng, bây giờ Luffy không nói thêm lời nào với ông ta nữa. Vì Luffy mặc dù không quen biết nhiều với dâu trắng, nhưng cậu ta thông qua trận chiến ở quá khứ đã có thể thấy được tình thương con vô bờ bến của ông nên dù có nói thế nào ông cũng sẽ không tin trong tình huống đó cậu ta liền nhìn về phía của marco mà nhắc nhở anh marco à tuy lời tôi nói có hơi điên rồ nhưng tôi là một người xuyên không nên những gì tôi nói đều là những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai nên tôi mong rằng anh hãy chăm sóc cho ông già thật tốt tôi biết rằng ấy rất yêu quý ông ấy nên tôi cũng không muốn ông ấy gặp bất chắc gì đâu nói xong thì Luffy cũng liền bật ghia hai rồi xong lên cứu ấy lúc Luffy rời đi thì bây giờ bố già cũng không quên quát mắng Thằng nhóc này đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng ngược lại với thái độ của dâu trắng thì Marco lại đang trầm mặc mà suy nghĩ. Trở lại chỗ của Luffy, bây giờ đây cậu ta đã lao lên chiến trường như một tia chớp. Nhưng trong lúc cậu ta đang đi thì bất ngờ có một tên phó đô đốc đứng ra ngăn cản. Tên phó đô đốc này Luffy vẫn còn nhớ rất rõ. Ở quá khứ cậu ta đã phải vất vả lắm mới đối phó được. Nhưng bây giờ Luffy lại cảm thấy tên này quá non. Thế là cậu ta liền dùng một đòn bộc haki và đấm hắn bay biệt tích. Lúc vừa đánh bay tên phó đô đốc thì bất ngờ cô nàng hải quân dùng hàng rào cũng đã xuất hiện mà bao lấy cậu ta. Ở quá khứ, Luffy cũng rất vất vả với cô ta, nhưng hiện giờ, Luffy lại cảm thấy cô quá gà không đáng để đánh. Trong tình huống đó, cậu ta lại nở ra một nụ cười rồi dễ dàng trốn thoát. Ở phía xa, Maria trông thấy được cảnh này thì hắn đã ra lệnh cho mấy con zombie của mình lao lên tấn công Luffy. Bất ngờ, đã có một dòng nước từ dưới biển bắn lên, vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ của hắn. Và người làm việc này không ai khác chính là Jimbei. Trông thấy được người tới là Jimbei, thì Luffy đã nhớ lại những gì mà Jimbei đã làm cho mình trong trận chiến nên cậu ta đã chạy tới mà ôm lấy ông ta một phát. Ha ha, Jim Bay, tôi cảm ơn ông vì tất cả nhé. Lúc nghe được lời này, Jim Bay cảm thấy bất ngờ lắm. Cậu ta là người mình mới quen cách đây mấy ngày thôi mà, vì lẽ gì mình lại có cảm giác thân thiết tới lạ thường như vậy chứ? Nhưng sau khi nghĩ tới đây thì Jim Bay cũng không quên nở ra một nụ cười mà nói, mặc dù chẳng biết vì sao chỉ vừa qua có vài ngày mà cậu lại mạnh lên nhiều tới như vậy. Nhưng điều đó tôi cũng không cần biết, chỉ cần cứu được ai là tốt lắm rồi. Và trên hết, cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Vì tôi nghĩ người mạnh như cậu cũng không cần tới sự giúp đỡ của tôi. Nghe thế thì Luffy liền nở ra một nụ cười rồi bảo, "Hey hey không phải đâu, tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Dù bây giờ hay là trong tương lai cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng trước tiên tôi cần phải đi cứu anh trai cái đã, ở đây tôi nhờ hết vào ông nha." Sau khi nhận được lời đồng ý từ Jim bay thì Luffy liền tiếp tục tiến lên để tên Moria cho Jim bay xử lý. Smoker thấy được cảnh này thì ông ta đã vô cùng cay cú rồi liền dùng năng lực trái ác quỷ của mình hóa thành một làn khói lao tới chỗ của Luffy. Cảm nhận được đòn đánh của Smoker thì Luffy đã dễ dàng tránh né được sau đó Luffy phi cũng không quên buông lời trêu chọc ông người khói à vì lẽ gì mà ông lại càng lúc càng yếu vậy hả smoker nghe được lời này thì vô cùng cay cú mà đáp tên mũ rơm trời đánh nhà ngươi đừng có ăn nói linh tinh không phải ta yếu đi mà do ngươi mạnh lên một cách quá điên rồi đó nói xong thì ông ta lại cầm cái cây gậy bằng đá biển của mình mà trọt tới tấp Luffy phi thấy vậy thì liền bọc haki vào cánh tay của mình rồi sau đó cũng liền bẽ nát cây gậy kế tiếp cậu ta lại dùng một đòn gomo gomo của mình mà đấm thẳng vào bụng của phó đô đốc smoker Lúc ăn phải đòn này kèm theo haki của Luffy thì ông ta đã gục tại chỗ. Cô nàng Tasigi thấy được cảnh này thì liền lao lên muốn hỗ trợ cho sếp của mình. Trong tình huống đó, Luffy chỉ liên tục tránh né chứ không hề đánh trả. Sau đó, cậu ta cũng không quên nhấn nhủ cô, "Hãy dẫn Smoker rời đi đi, vì sức mạnh hiện tại của cô không thể nào đánh bại được tôi đâu. Hãy về mà luyện tập thêm đi." Nói xong, Luffy cũng liền tiếp tục lao lên phía trước. Bất ngờ, Luffy đã dừng lại khi thấy Hancock đứng trước mặt mình. Vào giờ phút Hancock thấy Luffy nhìn mình thì trái tim của cô nàng đã nhảy thình thịch nhưng sau đó cô đã tự chấn an mình rằng việc quan trọng nhất bây giờ là cứu anh trai của Laffy, còn chuyện kết hôn thì để sau cũng được. Vì nghĩ thế nên cô nàng đã đi tới trước mặt của Luffy rồi lấy ra cái chìa khóa giao cho cậu ta. Một lần nữa chứng kiến được cảnh này, Laffy đã vô cùng cảm động. Dù bây giờ cậu ta chỉ cần dùng tay không cũng thừa sức tháo được cái còng giam giữ ấy, nhưng Laffy vẫn nhận lấy rồi sau đó lại từ từ bước lên và ôm cô nàng mà nói, Han cốc cả, tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Những món ăn do cô làm ăn rất là ngon. Lúc nghe được lời này, Boa Hancock cũng chẳng hiểu gì mấy nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Chưa đợi cô nàng định thần thì bây giờ Luffy đã buông cô ra mà nói, tôi phải đi cứu A cái đã. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà. Nói xong, Luffy lại tiếp tục lao về phía trước. Khi bóng hình người yêu rời đi rồi, thì Boa Hancock lại lạc vào cơn mê. Luffy vừa nói sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, hẳn là cậu ấy đang cầu hôn với mình rồi. Ui, hạnh phúc quá đi. Sau một lúc lao lên, thì bây giờ Luffy đã gặp lại hai đối thủ của kiếp trước, đó chính là Kuma và Doflamingo nhưng khác hẳn với quá khứ, bây giờ đây Luffy đã biết danh tính thật sự của Kuma nên cậu ta đã quyết định biến lên trạng thái gear 4 của mình. Rồi sau đó liền lao tới chỗ của Kuma. Nhân lúc ông ta chưa kịp trở tay, thì cậu ta đã nắm lấy Kuma mà ném đi để không làm ông ấy bị thương trong quá trình chiến đấu. Sau khi xử lý xong Kuma, thì bây giờ Luffy đã nhìn về phía của Doflamingo mà nói, dù ở hiện tại hay trong tương lai, chỉ cần nhìn thấy mặt của ngươi là ta liền muốn đá đít ngươi cho bỏ ghét. Doflamingo nghe vậy, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn rất là cay. Thế là hắn ta liền điều khiển sợi tơ của mình mà cắt tới chỗ của Luffy đang đứng nhưng vào thời khắc sợi tơ sắp chạm vào người của Luffy thì bất ngờ cậu ta đã sử dụng haki để bọc vào cánh tay và nắm lấy sợi tơ của hắn. Sau đó, Luffy liền kéo một cái mạnh. Lập tức, Doflamingo đã bay về phía của Luffy. Trong tình huống đó, Luffy lại tung ra một đòn khinh công gian đánh Doflamingo bất tỉnh ngay tại chỗ. Đám người hải quân ở gần đó thấy được cảnh này thì cũng hú hồn mà la lên, thôi bỏ mẹ rồi anh em ơi, tên Luffy mũ rơm này quá trâu bò rồi. Bọn họ dù gì cũng là thất vũ hải mà hắn cứ oan hit on kill, chơi kiểu này thì còn đánh đấm khỉ gì nữa. Thấy mọi người hoảng sợ thì Sengoku lại lên tiếng trấn an, "Chuyện ở đây đã được báo lên cấp trên rồi và cấp trên đang cử người tới hỗ trợ, nên các ngươi phải cố kiên trì mới được. Trên hết là ai dám rút lui sẽ lập tức bị xếp vào danh sách phản bội và sẽ bị trừng phạt sau trận chiến." Lúc Sengoku vừa nói tới đây thì đã có một luồng kiếm khí từ phía bên hông của Luffy lao tới với tốc độ nhanh chóng. Nhưng nhờ cậu ta có sở hữu haki quan sát nên đã dễ dàng tránh được. Lúc quay lại thì bây giờ đây Luffy đã thấy người chém ra nhát kiếm đó chính là mắt diều hâu. Ở trong quá khứ Luffy phải nhờ vào đội trưởng Hoa Kiếm Vista mới có thể sống sót trước những nhát kiếm thần sầu của Mihawk. Nhưng tại thời điểm Luffy thức tỉnh được trái Ác Quỷ Hito, thì đã không còn sợ Mihawk nữa. Huống hồ gì bây giờ cậu ta lại đang ở trạng thái dung hợp của Luffy hiện tại và Luffy tương lai. Thành ra sức mạnh của Luffy đã được tăng lên rất nhiều lần. Lúc Mihawk thấy được vẻ tự tin trong ánh mắt của Luffy thì ông ta bỗng cảm thấy có một sự khiếp sợ chưa bao giờ có trong đời. Nhưng dù vậy, với một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì ông ta cũng không hề lùi bước. Rồi quyết định dùng đòn mạnh nhất của mình và chém về phía của Luffy một nhát. Luffy thấy vậy thì cũng liền dùng gear hai để tránh né. Nhưng lúc cậu ta vừa né xong nhát kín đó thì bất ngờ Mihawk lại chém thêm hai nhát nữa về phía của cậu ta. Vào thời khắc nhát kiếm sắp chạm tới người của Luffy thì bất ngờ Luffy đã chuyển qua trạng thái của thần Nika. Rồi cậu ta đã nắm lớp băng ở dưới chân mình lên để đỡ nhát kiếm của Mihawk. Nhưng do quá trình này quá nhanh nên chỉ có rất ít người thấy được và một trong những người đó chính là Mihawk và ông nội gáp. Lúc bấy giờ, Mihawk đã vô cùng chấn động. Lúc nãy là cái gì? Tại sao hắn lại có thể sử dụng lớp băng để chặn đòn đánh của ta được? chẳng lẽ đây chính là sức mạnh thức tỉnh của trái cao su hay sao gáp trông thấy được cảnh này thì càng trầm mặc hơn lúc trước cùng lúc đó ở chỗ thánh địa mary trôi năm tên ngũ lão tinh cũng trông thấy được cảnh lắp kéo băng lên đỡ đòn của mi hạc nhưng vì bọn họ đã lâu rồi không thấy được trái hito thức tỉnh với lại thời gian sử dụng chiêu thức của lắp quá nhanh nên thông qua ốc sen truyền tin bọn họ cũng không nhìn kỹ được tuy vậy thì tên ngũ lão tinh cầm kiếm vẫn cảm thấy quá ảo ma vì nghĩ thế nên trong lòng của ổng lại tiếp tục dâng lên sự bất an khó tả trở lại chỗ của lắp sau khi ngăn cản được hai nhát kiếm của Mihawk thì cậu ta liền lao lên và sử dụng một đòn Red Hack đấm thẳng về phía của Mihawk. Khi thấy được đòn này, Mihawk đã dồn hết Haki vào thanh kiếm nên đã may mắn mà đỡ được đòn ao này. Tuy rằng ông ta đỡ được đòn đó, nhưng ông ta cũng đã bị đánh bay khá xa và toàn thân của Mihawk bỗng cảm thấy run rẩy khó tả. Sau khi định thần lại được, Mihawk đã quát lên, mũ rơm à, vì lẽ gì mà ngươi lại có được sức mạnh này hả? Trước câu hỏi của Mihawk thì Luffy cũng không biết phải trả lời thế nào, vì những lời phu nhân Toki giải thích, cậu ta đâu có hiểu thế là với bộ não thần sầu của mình Luffy liền bảo ông cứ ăn nhiều thịt vào tự dưng sẽ mạnh như ta thôi ấy mà mọi người nghe được câu trả lời đó của Luffy thì liền há hốc mùng ngao ngán bất ngờ gáp liền cười như điên không hổ là cháu trai của ta thấy gáp cười thích thú sengoku liền kêu ông ta câm miệng rồi sau đó cũng quát mắng Luffy, bà nội cha mày thật chứ nếu ăn nhiều thịt vào mà có thể trở nên mạnh như vậy thì tộc người khổng lồ chắc đã là tồn tại vô địch rồi con nhóm người của zoro đang đấu với các đô đốc thì cũng cảm thấy trầm cảm với iq của thằng thuyền trưởng về phần của bố già dâu trắng thì lại nở ra một nụ cười, thằng nhóc này thật thú vị. Roger, A, xem ra thằng nhóc xanh đã tìm cho ông một ứng cử viên sáng giá rồi. Trở về chỗ của Mihawk, tuy rằng không tin vào đáp án của Luffy nhưng vào thời khắc này, Mihawk biết được sức mạnh của Luffy hiện giờ đã vượt xa mình. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì nhất định người bại sẽ là ông. Nhưng với một kiếm sĩ chân chính như Mihawk thì dù có đối đầu với địch thủ mạnh hơn, ông cũng quyết tâm không lùi bước. Thế là một lần nữa, ông ta đã cầm kiếm và lao lên tấn công Luffy. Nhưng khi ông ta vừa định lao tới thì bất ngờ có một người xuất hiện trước mặt của Mihawk và chặn thanh kiếm của ông ta lại. Và người làm việc này không ai khác chính là Zoro. Sau đó, Zoro cũng không quên bảo Luffy, hãy tiến lên phía trước đi, còn Mihawk thì cứ giao lại cho tôi. Ok, tôi sẽ giao ông ta lại cho cậu. Nhưng cậu phải cẩn thận đó nha, vì tên đó không có dễ ăn đâu. Với lời nhắc nhở này, Zoro chỉ nở ra một nụ cười rồi xông về phía trước. Trong lúc này, cậu cũng thầm suy nghĩ, sau khi mình xuyên không tới đây thì bắt đầu cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng lên từ từ. Theo như lời của phu nhân Toki nói thì vì mình của quá khứ cách nơi này khá xa, nên dường như trong thời gian ngắn chưa thể dung hợp với nhau được. Có điều dù chưa thể dung hợp được nhưng mình vẫn cảm thấy có một nguồn năng lượng đang không ngừng bổ sung vào cơ thể, khiến cho cơ thể mạnh lên một cách nhanh chóng. Cứ theo đà này thì không bao lâu nữa mình và cơ thể của quá khứ cũng sẽ dung hợp lại với nhau thôi. Lúc vừa nghĩ tới đây thì Zoro lại tung ra một đòn CC son son để tấn công Mihawk. Ông ta thấy được cảnh này thì cũng nở ra một nụ cười và bảo, để ta xem thử sau một thời gian không gặp ngươi đã tiến bộ tới cỡ nào rồi. Nói xong, ông ta cũng liền vung kiếm để đáp trả. Trong lúc bọn họ đang đánh nhau thì ở một nơi cách đó khá xa, nhóm của Dâu Đen cũng đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện nên hắn đã không ngừng lo lắng. Vì sao tên Luffy mũ rơm này và đồng bọn của hắn lại mạnh lên nhanh chóng tới vậy chứ? Ta cứ có cảm giác tên Luffy này không phải là tên Luffy mà ta đã từng gặp. Nếu cứ theo đàn này thì kế hoạch của ta rất có thể sẽ tan thành mây khói. Đã vậy thì ta phải thực hiện phương án dự phòng thôi. Quay trở lại chỗ của Hải Quân. Bây giờ, Thủy sư Đô đốc Sengoku cảm thấy tình hình trận chiến này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ nên ra lệnh cho gọi Pacifista tới để cân bằng lực lượng. Đồng thời ông ta cũng ra lệnh dựng rào chắn lên để tranh thủ thời gian cho thuộc hạ xử tử A. Lời đó vừa dứt thì đã có một đám pacifista xuất hiện, bắn tia laser về chỗ của các thành viên băng dâu trắng và nhóm mũ rơm. Nhưng vì lần này có sự xuất hiện của nhóm Luffy nên các chủ lực của băng dâu trắng tới giờ phút này vẫn chưa tổn hại bao nhiêu cả. Thế là bọn họ đã lao tới để ngăn cản các pacifista nhằm tạo cơ hội cho nhóm người của Luffy tiến lên cứu A. Trong lúc bọn họ đang đánh nhau với các pacifista thì ở bên đây, lớp tường bảo vệ cũng đã được nâng lên người khổng lồ oa thấy vậy cũng liền lao tới và đánh bay các bức tường đó để mở đường cho Luffy tiến về phía trước khi thấy tình hình căng quá căng thủy sư đô đốc sengoku đã ra lệnh cho hai tên thuộc hạ tiến lên sử tử ấy ngay lập tức dâu trắng nghe được lời này thì vô cùng tức giận thế là bố già đã tích tụ năng lượng vào cánh tay trái sau đó tung một đòn chấn động về phía đài sử tử nhằm ngăn cản cuộc hành quyết nhưng vào thời khắc đó đô đốc aokiji và đô đốc kizaru đã ngừng quá trình chiến đấu mà lao tới chỗ đài sử tử và dùng haki của mình để ngăn cản đòn đánh của dâu trắng Luffy thấy được cảnh này thì vô cùng bất ngờ vì theo như những gì cậu ta nhớ thì ở quá khứ lúc dâu trắng đã bị thương khá nặng thì cũng phải cần tới ba đô đốc mới có thể ngăn cản được đòn chấn động của ông ta vì lẽ gì bây giờ lại chỉ cần hai đô đốc mà đã ngăn cản được đòn này trong trạng thái dâu trắng còn khỏe cơ chứ khi nghĩ tới đây thì Luffy đã đưa ra một kết luận hẳn là dâu trắng đang đói nên mới không thể nào tung ra được sức mạnh vốn có của mình hai đô đốc sau khi ngăn cản được đòn này thì cũng trở nên tự tin hơn hẳn không ngờ sức mạnh của bọn mình vậy mà gần có thể tiếp cận tới người đàn ông mạnh nhất thế giới rồi nhưng ngược lại với vẻ tự tin của nhóm người đô đốc thì gáp và sengoku lại trầm mặc không thôi bởi vì bọn họ đã đấu với dâu trắng trong nhiều năm nên biết đây không phải là sức mạnh thật sự mà dâu trắng nên có. Còn về phần của Marco và các người con của dâu trắng thì cũng có suy nghĩ tương tự. Họ không hiểu tại vì sao sức mạnh của bố già lại suy giảm như vậy. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì bây giờ đây, dâu trắng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao sức mạnh của trái chấn động lại giảm đi nữa rồi? Chẳng lẽ cơ thể của ta đã đi tới giới hạn hay sao? Nhưng rất nhanh dâu trắng đã phản bác điều đó vì hiện tại ông ta cảm thấy sức mạnh Haki của bản thân không hề suy giảm, chỉ có sức mạnh chấn động là suy giảm thôi. Trở lại chỗ Sengoku, tuy ông ta không biết tại sao sức mạnh của dâu trắng lại giảm đi nhưng dù sao đây cũng là tín hiệu tốt chứ với bốn tên điên vừa mới xuất hiện còn có thêm dâu trắng nữa thì lần này hải quân chỉ còn đúng cái nịt á nhầm cả cái nịt cũng không còn sau khi tự chấn an bản thân mình sengoku liền nhìn qua và muốn ra lệnh cho hai tên thuộc hạ thân tín sử tử A. nhưng tới bây giờ ông ta mới biết sau cú đấm chấn động của dâu trắng mặc dù các đồ đốc đã chặn lại được nhưng dù sao cũng với luồng áp lực sức mạnh thì hai tên hải quân chịu trách nhiệm sử tử ấy cũng đã gục ngã trong tình huống đó sengoku đã quyết định tự mình ra tay thế là ông ta đã cầm thanh đao lên và chuẩn bị xuyên cho A lùn bụng chứng kiến được cảnh này Luffy đã nhớ về quá khứ cảnh mà Sengoku đã hóa thành phật vàng tấn công về phía hai anh em nên đã vô cùng tức giận mà quát lên ông nghĩ ông là ai mà dám làm vậy với anh trai yêu quý của tôi hả nói xong thì một lần nữa cậu ta lại bộc phát haki bá vương như lần này Luffy chỉ tập trung vào mỗi mình thủy sư đô đốc Sengoku mà thôi trước luồng haki bá vương hùng mạnh đó thủy sư đô đốc Sengoku cũng đã vận dụng haki bá vương của mình để đối kháng lại với Luffy Thấy được cảnh này thì nhóm người hải quân còn lại đã vô cùng vui mừng mà hò hú không thôi. Về phía Sengoku, ông cũng không ngần ngại mà quát lên, "Tên nhóc con à, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi mình ngươi là có được haki bá vương nhé, có giỏi thì lao lên đây chơi với ta nè." Lời thách thức của Sengoku vừa dứt Luffy đã không ngừng ngại mà đáp trả, "Ta nhất định sẽ cứu được ây và ta sẽ trở thành vua hải tặc." Nói xong thì Luffy đã bộc phát sức mạnh haki của mình lên tới tận cùng. Trong thoáng chốc, haki của Luffy đã hoàn toàn áp đảo được Sengoku. Vậy là chuyện gì đến cũng đến, ông ta đã lập tức bị trấn áp tuy ông ta không bất tỉnh nhưng vẫn phải ngồi khuỵu xuống đất thở hồng hộc bây giờ đây lắp phi lên tiếng ta không cần biết ông và ông nội tôi quen biết với nhau như thế nào nhưng bất kỳ ai dám đụng tới anh trai A của tôi thì cũng đừng có trách với sự bá đạo này thì tất cả mọi người cũng chỉ biết câm nín khi thấy lắp phi trang bức chứ biết làm gì khi thằng quỷ chùa này quá trâu bò lắp phi từ lúc nào mà em ấy lại trở nên mạnh mẽ tới vậy hả mình không có nằm mơ đó chứ thằng nhóc con này là ai vì thằng cháu nội ngốc nghếch của mình không thể nào có sức mạnh điên rồ tới như vậy được bố già dâu trắng thì lại nở lên một nụ cười và thầm cảm thán xem ra bọn ta đã thật sự già quá rồi riêng về phần của nhóm hải quân còn lại thì cũng hóa đá bây giờ có một tên phó đô đốc đứng ra mà quát mắng sau trận chiến này nếu ông còn sống được thì sẽ thể khô máu với cái đám viết lệnh truy nã bà nội cha bọn nó thật chứ vì lẽ gì mà lại treo thưởng tên này 300 triệu berry hả nếu bọn hắn cứ viết lung tung thế này thì những người săn hải tặc tương lai chỉ về nhà được đúng ngày rằm mà thôi bây giờ đây tại thánh địa merizoa đám người ngũ lão tinh đã chứng kiến được hết tất thảy mọi chuyện thế là bọn họ cũng lo lắng không kém bây giờ có một tên đứng ra cảm thán tên mũ rơm này quá điên rồ rồi nó chỉ ngần ấy tuổi mà lại có được haki bá vương mạnh tới mức chấn áp được sengoku xem ra chúng ta không thể nào ngồi yên được nữa sau một lúc suy nghĩ bọn họ đã quyết định cử ngũ lão tinh saturn đi tới chiến trường vì theo như quan sát của bọn họ tuy là bốn người vừa xuất hiện rất mạnh nhưng trong đó chỉ có sức mạnh của Luffy là điên rồ nhất còn ba tên còn lại tuy cũng mạnh nhưng các đồ đốc vẫn có thể đối phó được riêng về phần của dâu trắng thì dường như sức mạnh của hắn đã giảm đi mà trên hết bọn họ rất tự tin vì lá bài tẩy người nhện squat bọn họ tin rằng tên người nhện nhất định sẽ hạ được dâu trắng cùng lúc đó tại tổng bộ quân cách mạng bây giờ đây dragon đã đổ mồ hôi hột thằng con của mình từ lúc nào mà lại có sức mạnh điên rồ tới vậy chứ tới khi gặp lại có khi nào nó đánh mình vỡ mùng vì làm cha mà vô trách nhiệm hay không đây sau một lúc suy nghĩ dragon cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông ta tin rằng đây chỉ là sức mạnh tức thời chứ không phải là sức mạnh thật sự mà bây giờ Luffy nên có và nếu có bị đấm vỡ mùng thì chỉ là chuyện trong tương lai chứ không phải là chuyện của hiện tại trở lại chỗ chiến trường bây giờ đây sau một lúc thở hồng hộc Sengoku dần lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ, tên mũ rơm này quá độ châu bò. Nếu hắn còn ở đây thì không ai có thể giết được con trai của vua hải tặc. Xem ra việc làm trước tiên là phải tiêu diệt hắn ta. Vì có suy nghĩ này nên Sengoku đã không ngần ngại mà ra lệnh cho tất cả hải quân hãy ngăn cản đồng bọn của Luffy lại, tạo điều kiện cho các đô đốc liên kết lại tiêu diệt Luffy. Mệnh lệnh này được ban ra thì đã có rất nhiều phó đô đốc tiến về chỗ của Sabo và Sanji để ngăn cản bọn họ lại. Còn ở chỗ của Zoro thì đã bị Mihawk cầm chân rồi nên bọn họ cũng yên tâm, không cần phải tiến qua đó. Sau khi rảnh tay chân, Bây giờ đây ba vị đô đốc hải quân đã lao tới chỗ Luffy phi như một ngọn gió ở phía xa dâu trắng chứng kiến được cảnh này thì cũng liền kêu gọi mọi người hãy lao lên hỗ trợ cho Luffy phi và tuyệt đối không để cho thằng nhóc đó xảy ra nguy hiểm nếu chúng ta không bảo vệ được thằng nhóc thì sẽ có lỗi với ấy lắm nghe được mệnh lệnh từ dâu trắng thì các đội trưởng liền muốn lao lên nhưng vào giờ phút ấy bất ngờ thằng con người nhện squat lại kêu mọi người đợi tí sau đó cậu ta cũng từ từ tiến về chỗ của dâu trắng chứng kiến được cảnh này thì mọi người cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì riêng về phần của Marco thì lại nhớ về những lời Luffy đã nói nên cũng trầm ngâm không thôi. Bây giờ đây dâu trắng cũng lên tiếng hỏi lại Squat, tại sao con lại kêu mọi người dừng tay hả? Nghe được câu hỏi này thì Squat liền bảo rằng mình có kế hoạch tốt hơn nhiều nên muốn nói cùng với bố. Lời đó vừa dứt thì Squat cũng từ từ tiến lại chỗ của dâu trắng và khi khoảng cách chỉ còn tầm một mét thì bất ngờ hắn đã rút thanh kiếm ra và đâm thẳng tới chỗ của dâu trắng. Trong thời khắc này, dâu trắng cũng thấy được tất cả. Nhưng thay vì tránh né, ông ta lại nhắm mắt lại mà cam chịu rất may Marco ở gần đó đã cảnh giác nên mới có thể ngăn cản nhát kiếm và đánh bay Squat ra xa, xa. Sau đó, Marco cũng tức giận mà hỏi lại, vì lẽ gì ngươi lại tấn công bố hả? Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, Squat lại hỏi dâu trắng, tại sao lúc nãy lại không tránh né dù ông có thể tránh cơ chứ? Chẳng phải bố định hy sinh tất cả bọn con chỉ để cứu A hay sao? Trước câu hỏi này, dâu trắng đã nhặt thanh kiếm của Squat lên rồi từ từ bước tới chỗ của cậu ta. Sau đó, liền ôm chầm lấy cậu mà bảo, ta yêu thương tất cả các con như nhau nên bất kỳ ai trong các con bị bắt, ta cũng đều làm như vậy cả tất cả các con đều là tài sản quý báu nhất của cuộc đời ta và nếu như con không tin lời ta nói con có thể cầm thanh kiếm này mà đâm chết ta đi thời khắc nghe được lời dâu trắng nói thì squat đã hiểu ra mình đã sai quá sai nên cậu ta đã rơi những giọt nước mắt hối hận trong lúc mọi người đang xúc động thì bất ngờ có một cái bóng đen xuất hiện ở phía sau dâu trắng và đâm một đao thẳng vào tim của ông ta squat thấy được cảnh này thế là cậu ta liền đẩy bố già ra và dùng tay của mình để chặn lưỡi kiếm nó tuy rằng nhát kiếm đó đã bị ngăn cản nhưng dâu trắng vẫn bị trúng một đòn khá nặng từ năng lực trái ác quỷ iami Lúc mọi người định thần lại được thì đã thấy Dâu Đen và đồng bọn của hắn xuất hiện ở chỗ bố già. Với tình huống đó, các chỉ huy liền lao tới bảo vệ cho bố. Trong thấy được cảnh này thì Dâu Đen vẫn nở ra một nụ cười mà bảo, "Xem tí nữa là ta có thể lấy mạng của lão già đó được rồi, thật là tiếc quá đi." Nói xong hắn liền cười ha hả. Marco và các đội trưởng nghe được lời này thì đã vô cùng tức giận và lao về phía của nhóm Dâu Đen để đánh nhau. Bố già thấy vậy thì cũng kêu bọn họ lui xuống và hãy đi hỗ trợ cho lắp Phi Mũ Dương đi, ở đây để ông ta tự giải quyết. Luffy thấy tới giờ này mà bố già vẫn còn lo cho mình thì cậu ta cũng liền quát lên, mọi người cứ yên tâm giúp cho ông già đi, chuyện ở đây tôi cân được tất. Khi lời của Luffy vừa dứt thì bất ngờ ba vị đô đốc cũng đã xuất hiện ở trước mặt của Luffy. Thấy ba bóng hình trước mặt, bỗng dưng Luffy nhớ lại hình ảnh của mình tại quá khứ. Lúc đó cậu ta đã vô cùng bất lực trước sức mạnh của ba tên đáng ghét này. Nhưng giờ đây, cậu ta lại cảm thấy bọn họ quá non. Vì nghĩ vậy nên Luffy đã lên tiếng, ba người các ngươi cùng xông lên đi, vì lần này ta nhất định sẽ đánh các ngươi bỏ mẹ với những lời đầy thách thức của Luffy thì đô đốc Akenu đã không thể nào kiềm chế được máu chó điên của mình thế là ông ta đã lao lên và biến bàn tay của mình thành một nắm đấm nham thạch tấn công Luffy thấy được cú đấm này Luffy bỗng nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ ấy vì bảo vệ mình mà ăn phải cú đấm nham thạch này khi nhớ tới đây thì Luffy đã vô cùng tức giận rồi lập tức tiến về trạng thái gear 4 của mình và tung ra một đòn Gomu Gomu no Kongun có bọc Haki bá vương để đáp trả khi hai cú đấm tiếp cận với nhau thì bàn tay nham thạch của đô đốc Akenu đã bị Luffy đánh cho chấn thương nghiêm trọng kế tiếp cậu ta lại tiếp tục lao tới rồi không ngừng tung những đòn gomu gomu no Pistol liên tục vào ngực của đô đốc Akenu. Nay thì dám giết ấy nè, nay thì dám đánh ta nè, này, này thì đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nè. Hai vị đô đốc còn lại thấy được cảnh này thì đã lập tức lao lên hỗ trợ. Chứ để tên mũ rơm này đánh một hồi nữa thì Akenu chỉ có thể về nhà vào dịp rằm tháng 7 mà thôi. Luffy cảm nhận được có hai người đang lao tới tấn công mình thì bất đắc dĩ cậu ta mới ngưng tấn công mà quay lại tung đòn đánh trả. Khi chiêu thức của ba người tiếp cận với nhau thì đã tạo ra một tiếng nổ vang trời, khói bụi bay khắp nơi sau đòn dư chấn đó thì bỗng dưng ba đô đốc đã bị đánh văng ra nhưng trong số đó chỉ có tình trạng của akenu là nghiêm trọng nhất hắn toàn thân bị thương mồm thì bê bét máu lúc này đô đốc akenu không thể nào hiểu nổi tại sao cũng đều là đô đốc như nhau mà cái thằng mũ rơm lại chỉ đánh sấp mặt ta vậy này sau một lúc suy nghĩ akenu liền đưa ra kết luận hẳn là do cái mỏ mình hỗn chứ ổng không biết được nguyên nhân thật sự là tại vì ấy lúc đám khói dần tàn đi hết thì mọi người đã thấy Luffy vẫn đứng yên tại chỗ với nụ cười trên mặt trong tình huống đó kizaru và đô đốc aokiji liền nhìn về nhau sau đó bọn họ cũng cùng lúc lao lên phía trước trong thoáng chốc kizaru đã chuẩn bị tấn công Luffy bằng cú đá với tốc độ ánh sáng còn aokiji thì đã tạo ra rất nhiều mũi tên băng tấn công thẳng về phía của Luffy. với màn chơi ngu của hai đô đốc Luffy liền bọc haki vào cánh tay trái của mình để ngăn cản cú đá với tốc độ ánh sáng của kizaru sau đó cậu ta đã dùng một đòn gomu gomu no kongun để đánh đô đốc kizaru bay biệt tích tiếp tới Luffy đã dùng haki của mình để bao phủ toàn thân và đỡ tất cả những mũi tên băng do đô đốc aokiji phóng tới sau khi đòn tấn công kết thúc thì mọi người thấy được Luffy phi chỉ bị một ít vết chảy nhỏ trên cánh tay mà thôi chứ ngoài ra không còn vết thương nào nữa cả chứng kiến được sức mạnh điên rồ của Luffy phi thì ba vị đô đốc cũng hú hồn không thôi thế là trong thoáng chốc ba tên đó liền tập hợp lại một chỗ bọn họ muốn dùng đòn mạnh nhất của mình để nhằm tiêu diệt Luffy phi khi có suy nghĩ này thì đô đốc kizaru đã dùng hết sức mạnh của mình để tích tụ tia laser vào trong cánh tay còn đô đốc aokiji thì đã dùng trái ác quỷ của mình để tạo ra một ngọn núi băng khổng lồ riêng về phần của akenu thì hắn đã gượng gạo mà tích tụ năng lượng vào trong nắm đấm trong thoáng chốc nấm đấm bằng nham thạch của Akenu rồi núi băng của Aokiji và tia laser của Kizaru đã ồ ạt lao tới chỗ của Luffy với vận tốc kinh khủng khi đối đầu với đòn kết hợp của ba vị đô đốc thì Luffy đã nở ra một nụ cười rồi sau đó cậu ta liền biến về hình dáng của thần Nika lúc ở trong trạng thái này Luffy đã dùng hai tay để kéo mặt băng ở dưới chân lên thành một lớp phòng ngự để đánh bay tất cả những đòn tấn công tiến về chỗ của mình khi những đòn tấn công của các đô đốc bị đánh bật đi thì bây giờ cậu ta đã trở về trạng thái ghia ba biến cánh tay của mình thành khổng lồ rồi đấm về chỗ của ba vị đô đốc trong cú đấm này của Luffy, cậu ta có sử dụng haki bá vương để bọc vào thấy cú đấm lao tới thì ba tên đô đốc liền hợp sức lại để tạo ra một lớp phòng ngự bằng haki cao cấp trong quá khứ bọn họ từng dùng cách này để ngăn cản đòn đánh của dâu trắng nhưng khi cú đấm của Luffy va phải lớp rào chắn bằng haki đó thì bỗng nhiên lớp rào trắng cũng từ từ vỡ nứt trong thoáng chốc cả ba vị đô đốc liền bị đánh bay ra xa phải rất vất vả bọn họ mới có thể ngồi dậy nổi nhưng sau đó cả ba đều phải phun ra một ngụm máu vì đòn chấn động vừa nãy quá mạnh người thê thảm nhất trong ba đô đốc chính là Akenu vì hắn liên tục bị ăn hành ngập mồm. Bây giờ đây Akenu cũng cay cú mà quát lên, bà mẹ nó thật chứ, sức mạnh này là cái gì mà nó lại điên rồ tới thế hả? Nhưng không phải chỉ có mình ông ta nghĩ vậy mà thời khắc chứng kiến được hình dạng thần Nika của Luffy thì ai nấy cũng đều phải há hốc mồm kinh ngạc, vì không biết cái trạng thái này là cái quái quỷ gì. Nhưng ngược lại với bọn họ thì Sengoku và Gáp dường như có chút manh mối nên bọn họ đã rơi vào trạng thái trầm ngâm không thôi một lần nữa chứng kiến được cảnh này thì nhóm người ngũ lão tinh đã có thể khẳng định đây chính là sức mạnh thức tỉnh của trái ác quỷ hito hito no thành ra bọn họ đã vô cùng khiếp sợ trong tình huống đó bọn họ rất muốn đi ra chiến trường để hỗ trợ cho Saturn. nhưng rất tiếc nếu giờ này có đi cũng không còn kịp nữa rồi sau một lúc suy nghĩ bọn chúng liền quyết định báo cáo chuyện này lên cho im sama biết để cho ngài ấy ra quyết định cùng lúc đó thì ở chỗ hòn đảo sabody vua bóng tối silver Shrelly cũng thấy được cảnh này thế là ông ta đã nở ra một nụ cười mà cảm thán có lẽ thằng nhóc mũ rơm này đã gặp được toki Roger A, đợt này thằng con trai của cậu đã có thể an toàn rồi. Trở lại chiến trường, lúc này Sabo cũng phải thầm cảm thán trước sức mạnh kinh khủng của Luffy khi ở trạng thái dung hợp. Đồng thời, cậu ta cũng rất trông chờ khi cơ thể của mình ở quá khứ cũng dung hợp lại với nhau. Nhưng cái suy nghĩ này không chỉ mỗi mình Sabo có mà bây giờ đây Sanji cũng có suy nghĩ tương tự. Và trên hết là Zoro lại cần thứ sức mạnh đó hơn bất kỳ ai. Còn nguyên nhân là vì hiện tại dù cậu ta có thể đánh nhau với Mihawk nhưng vẫn còn trên lịch thực lực khá nhiều. Bây giờ đây, Mihawk cũng đã không quên cảm thán, ta không biết tại vì sao mà sức mạnh của ngươi lại tăng lên nhanh chóng tới vậy nhưng dù ngươi có được sức mạnh này thì cũng không thể nào là đối thủ của ta đâu đám người hải quân nghe được lời khẳng định của mi hot thì đã vô cùng hưng phấn ha ha ít ra thì đồng bọn của tên mũ rơm đó không quá trời châu bò như hắn chứ phải ai cũng như vậy là hải quân chúng ta chết mẹ rồi đợi một tí nữa sau khi mi hot và các chủ lực tiêu diệt xong đồng bọn của mũ rơm tới lúc đó bọn họ sẽ kết hợp lại liền có thể chấn áp được hắn còn về phần của dâu trắng thì đã có nhóm dâu đen lo rồi nên tạm thời không đáng ngại Trước những lời nhận xét của mọi người thì Zoro đã nở ra một nụ cười khẩy, "Mi à, ông nói đúng. Thật sự sức mạnh của tôi không bằng ông nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc. Vì ước mơ của tôi chính là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Thế nên dù là vì người bạn thời thơ ấu hay là vì những người bạn của hiện tại, tôi tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ lùi bước." Nói xong, Zoro lập tức lao tới chỗ của Mi Bất ngờ Zoro, Sanji và Sabo đồng loạt phát sáng. Sau đó thì cơ thể của quá khứ và tương lai của bọn họ cũng đã được dung hợp với nhau. Từ đó, sức mạnh của bọn họ cũng đã mạnh lên gấp nhiều lần lúc có được luồng sức mạnh mới này thì Zoro bỗng dưng nở lên một nụ cười mà cảm thán chẳng trách gì tên thuyền trưởng ngốc nghếch của mình lại có thể bá đạo tới như vậy sức mạnh này đúng là quá phi thường rồi cảm thán xong thì Zoro liền tung ra một đòn CC son son để tấn công về chỗ của Mi trước sức mạnh của nhát kiếm này bỗng dưng trong lòng của Mi cảm thấy kinh ngạc không thôi nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại bình tĩnh để tung ra một kiếm để đáp trả vào thời khắc hai thanh kiếm va và chạm vào nhau thì đã tạo thành một luồng sóng xung kích đẩy Mi lui về phía sau bây giờ Mi mới hoảng hốt mà hỏi lại tại sao sức mạnh của ngươi lại tăng lên nữa rồi rốt cuộc ngươi làm bằng cách nào hả ngươi đừng bảo với ta là chỉ cần ăn nhiều thịt vào là sẽ mạnh lên đó nha thấy được thái độ của mi hot thì zoro liền nở ra một nụ cười và định buông ra mấy lời chém gió nhưng chưa đợi cậu ta nói được lời nào thì bất ngờ thằng anh em cây khế sanji đã không ngừng hò hú ông chỉ cần đi lạc đường nhiều vào khi nào mà ông đi trên một con đường thẳng cũng có thể lạc được thì tự dưng sẽ mạnh như hắn thôi ấy mà trước lời cà khịa của thằng anh em cây khế thì zoro đã vô cùng cay cú và thay vì đánh nhau với mi hot thì cậu ta lại nhào qua để chém nhau với sanji Sabo trông thấy được cảnh này thì liền nở ra một nụ cười. Không hổ là đồng đội của Luffy, bọn họ quá đặc biệt rồi. Còn đám người hải quân thì đầu lại đầy dấu chấm hỏi. Tại sao bọn họ lại đánh nhau vậy? Chẳng phải bọn chúng là đồng đội với nhau hay sao? Nhưng thay vì thắc mắc những câu hỏi đó thì ông nội của Luffy lại nở ra nụ cười ha ha. Bọn nhóc này đúng là không tệ, thật giống phong cách của ta hồi trẻ. Sengoku nghe được lời Grab nói thì ông đã cây cú mà quát, đây không phải là lúc để ông cười đâu nha. Tình hình bây giờ căng lắm rồi đó. Ông không thấy bọn chúng càng lúc càng mạnh lên hay sao hả? Ở gần đó GINBE cũng nở ra một nụ cười rồi thầm nghĩ thì ra đây chính là đồng đội của Lafia, bọn họ tuy có hơi ngốc nghếch một tí nhưng xem ra rất đáng tin cậy. Ở phương xa, mặc dù bố già vẫn đang đánh nhau với dâu đen nhưng ông ta cũng đã trông thấy tất cả. Thế là ông đã không quên nói lời cảm thán, xem ra cái đám nhóc này sẽ rất ẩm ý đây. Cảm khái xong, ông lại nở ra một nụ cười rồi sau đó lại tiếp tục tung một đòn chấn động về phía của tên dâu đen. Lúc đòn tấn công vừa lao tới thì tên dâu đen đã dùng năng lực bóng tối của mình để hóa giải đi đòn chấn động đó. Thấy được cảnh này thì bố già cũng không còn bất ngờ nữa, vì bây giờ ông ta đã biết sức mạnh này chính là năng lực của trái Yami. Để giải quyết năng lực phiền phức của dâu đen, bố già đã quyết định sử dụng haki của mình để tung một đòn thẳng vào mặt của hắn. Khi ăn phải đòn này, dâu đen đã bay ra và học móng mồm. Nhưng với biệt danh vua lì đòn của mình thì dâu đen đã nhanh chóng đứng dậy. Tới lúc này, bất ngờ dâu đen cảm thấy trong người mình bỗng dưng có một luồng sức mạnh kỳ lạ mà không sao có thể lý giải được. Và cũng cùng lúc đó thì ở chỗ bố già dâu trắng, năng lực của trái chấn động một lần nữa lại giảm đi. Khi bố già còn đang ngơ ngác thì ở gần đó bất ngờ có một số giọng nói vang lên, Tại sao năng lực trái ác quỷ của ta lại mất hết vậy này? Và những người nói ra lời này chính là những người đã ăn trái ác quỷ đã chết trong trận chiến cứu A ở quá khứ. Riêng về phần của A thì bây giờ đây năng lực trái ác quỷ của cậu ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Có điều do còn bị còng đá biển xích lại nên cậu ta không phát hiện được chuyện này. Xảy ra điều kỳ lạ thì tất cả mọi người đều trở nên ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì vậy này. Và cũng tương tự như mọi người thì bây giờ nhóm của Luffy cũng đầy dấu chấm hỏi. Bất ngờ, bọn họ lại nghe được tiếng nói của phu nhân Toki. Bây giờ cô ta cho mọi người biết sở dĩ nguyên nhân có hiện tượng kỳ lạ như vậy là vì vào lúc này ở quá khứ thì A đã đỡ một đòn cho Luffy và chết đi, nên những người đã hy sinh từ thời điểm đó trở về trước cũng đã mất đi năng lực của trái ác quỷ. Phu nhân Toki cũng nói thêm, mặc dù nhóm của mũ rơm xuyên không về quá khứ có thể cứu được A và dâu trắng nhưng sức mạnh trái ác quỷ của họ cũng không thể nào giữ lại được. Bọn họ chỉ có thể giữ lại sức mạnh do tự bản thân luyện tập mà có. Còn trái ác quỷ thì thuộc về ngoại lực nên nó bắt buộc phải biến mất. Nhờ việc này mà quy luật của dòng thời gian mới không bị hỗn loạn khi các cậu xuyên không. Trước lời giải thích của phu nhân Toki thì Sabo, Zoro và Sanji đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Riêng về phần của Luffy thì cậu vẫn còn ngơ ngác lắm. Nhưng với cái não cao su hồn nhiên vô số tội của mình thì rất nhanh cậu ta cũng bỏ qua mấy cái tình tiết đó và tiếp tục tiến lên để cứu A. Còn chuyện khác thì để tính sau. Lúc mọi người đang đánh nhau ngon lành thì bất ngờ Fujitora và Bò Lục cũng đã dẫn theo một đám hải quân nữa để tới hỗ trợ nơi này. Có được viện trợ là hai người với sức mạnh gần bằng các đô đốc thì phe hải quân cũng yên tâm hơn hẳn và trên hết khi bò lục vừa tới đây hắn cũng còn nói thêm một tí nữa đây thánh Saturn cũng sẽ xuất hiện để giúp đỡ. Sengoku và mọi người của phe hải quân biết được thông tin này thì đã vô cùng hưng phấn, vì cuối cùng lãnh đạo cao cấp cũng đã ra mặt. Còn riêng về phần của nhóm người dâu trắng thì lại cảm thấy hơi rén vì bọn họ đã từng nghe nói, nhóm ngủ lão tinh chính là những con quái vật thực sự, trước mặt bọn hắn thì các đô đốc chẳng là cái gì. Khi mọi người còn đang bàn tán thì bất ngờ bò lục đã cười đắc ý rồi chỉ thẳng vào nhóm người của Luffy mà bảo, bọn ta đã tới rồi đây. Nhất định lần này tất cả các ngươi sẽ không một ai sống sót mà rời đi được đâu nhất là cái đám nhóc con thích quậy phá các ngươi. Các ngươi chỉ có mức treo thưởng mấy trăm triệu berry mà cũng dám tới tổng bộ hải quân của chúng ta quậy phá nữa à? Trước tiên ta sẽ hạ tên nhóc lắp phi mũ rơm với giá 300 triệu berry trước, rồi bọn kia ta sẽ xử lý sau. Nói xong lời đó, Bò Lục liền dùng trái ác quỷ của mình để tạo ra một cái bông hoa trên đầu rồi bay tới chỗ của Luffy. Sau đó hắn lại tiếp tục dùng năng lực của trái ác quỷ và tạo ra những dây leo để trói Luffy lại. Sau khi làm được việc này thì hắn đã đứng trước mặt Luffy mà cười ha ha, ngươi đúng là một con gà vậy mà cũng dám hống hách trước mặt bọn ta hay sao? vào thời khắc nghe được lời này thì đám người hải quân đã vô cùng hà hê nhưng ngược lại thì sengoku và gáp chỉ biết thở dài trước độ ngu ngốc của tên bò lục này và vì nghĩ thế nên sengoku đã không quên nhắc nhở ngươi đừng có xem thường tên nhóc đó sức mạnh của nó không hề đơn giản đâu lời của sengoku vừa nói xong thì ở bên đây Luffy đã nở ra một nụ cười sau đó cậu ta đã sử dụng sức mạnh haki của mình mà bứt đứt tất cả những sợi dây leo ở trên người tiếp theo Luffy lại dùng một đòn gomu gomu no bit to đấm thẳng vào mặt của tên bò lục thế là hắn đã bay đi rất xa sau khi đứng dậy được thì hắn đã không ngừng chửi thề mẹ nó thật chứ vì lẽ gì một tên chỉ có mức treo thưởng 300 triệu berry mà lại mạnh tới thế hả và khi thấy kèo của Luffy ăn không ngon nữa thì hắn đã quyết định chuyển đối tượng qua Zoro vì hắn nghĩ rằng Zoro chỉ có mức trao thưởng 120 triệu berry thì sẽ dễ ăn hơn nhiều khi có quyết định này hắn liền phóng về chỗ của Zoro rồi không ngừng điều khiển những sợi dây leo từ dưới đất lao lên tấn công cậu ta Zoro thấy vậy thì cậu ta cũng liền chém đứt tất cả sau đó thì Zoro đã bọc Haki vào trong ba thanh kiếm và chém về phía của bò lục trước những luồng kiếm khí mạnh mẽ phát ra từ thanh kiếm của Zoro thì bò lục mới biết mình lại chơi ngu trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc hắn ta đã sử dụng dây leo bọc haki để ngăn cản đòn đó nhưng rất tiếc với sức mạnh vượt trội của Zoro hiện giờ thì những luồng kiếm khí đó đã dễ dàng cắt đứt được tất cả mấy sợi dây leo rồi sang một đường lên người của bò lục ăn thêm đòn này từ Zoro thì hắn đã nằm bẹp dưới đất lúc hắn ta cố gượng dậy được thì hắn lại cây cú mà tiếp tục quát móng. tại sao tên này cũng chỉ có mức treo thưởng 120 triệu berry mà cũng mạnh tới vậy hả xem ra chỉ còn có thể đánh với tên Sanji chân đen được treo thưởng 77 triệu berry mà thôi. Với mức giá treo thưởng này hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Và khi có quyết định đó thì bò lục đã dồn hết hơi tàn của mình mà phóng về phía của Sanji. Nhưng khi hắn ta vừa bay qua chưa kịp làm gì thì bất ngờ Sanji đã dùng sức mạnh thức tỉnh của mã Genjema 66 rồi biến mất như con ma nhà họ hứa. Sau đó cậu ta đã xuất hiện trước mặt của bò lục và tung ra những cú đá liên hoàn vào người của hắn. Để dứt điểm cậu ta liền dùng một đòn đi bồ jumbo. Thế là bò lục đã bị Sanji đá bay xuống một cái hố rất sâu vì liên tục ăn phải những đòn vô cùng mạnh từ nhóm người của Luffy nên giờ phút này bò lục đã không còn sức để chiến đấu nữa có điều trước khi hắn bất tỉnh hắn cũng không quên xé nát mấy tờ truy nã trên tay mình và thầm bảo với lòng lần này mà ông còn quay về được là bọn viết truy nã sẽ chết mẹ với ông nói xong lời đó hắn ta cũng liền ngất ngay tại chỗ vào thời khắc bò lục ngất đi thì các đội trưởng của băng dâu trắng đã vô cùng hào hứng còn bên hải quân thì cũng chỉ biết há hốc mồm riêng về phần của sengoku thì ông cũng chỉ có thể ôm đầu ngao ngán sau đó cũng không quên quát mắng tên này đúng là ngu ngốc hắn đến đây chỉ để tấu hải thôi à nhưng nói đi thì cũng phải nói lại dường như các thành viên còn lại của băng mũ rơm sức mạnh cũng đã tăng lên thì phải trong tình huống này ta phải ưu tiên giết chết con trai của vua hải tặc để dập tắt sĩ khí của bọn chúng mới được và khi có quyết định đó thì một lần nữa sengoku lại đứng lên và bước tới chỗ của a lúc thấy được hành động của sengoku thì sabo liền nhắc nhở sanji và zoro hãy tập trung yểm trợ cho Luffy tiến lên giải cứu a đi vì nãy giờ đã xuất hiện quá nhiều biến cố nếu càng để lâu thì sẽ càng bất lợi cho chúng ta và khi lời đó vừa dứt thì zoro Sanji và Sabo liền tiến lên mở đường cho Luffy. Nhưng cơ hội đó Luffy đã dùng gear hai của mình để tiếp tục xông về phía đài sư tử. Nhưng khi cậu ta đi gần tới chỗ của ấy thì bất ngờ Gáp đã xuất hiện rồi tung một đấm thẳng về phía của Luffy. Trong tình huống đó Luffy cũng liền dùng nắm đấm của mình để đáp trả. Lúc hai nắm đấm va chạm với nhau thì đã có những luồng sấm sét màu đen tỏa ra bốn phía. Sau đó Gáp cũng không quên lên tiếng hỏi, "Thằng nhóc con à, ngươi là ai hả? Ông nội nói cái gì vậy? Con là Luffy đây. Chẳng lẽ ông nội già quá rồi lú lẫn hay sao? Không thể nào ta đây hiểu rất rõ về sức mạnh của thằng cháu ta nó không thể nào có được thứ sức mạnh điên rồ tới vậy được nghe tới đây thì Luffy cũng hiểu được nguyên nhân tại sao ông nội của mình lại nghĩ như vậy thế là một lần nữa cái mỏ ngây thơ vô số tội của Luffy lại vang lên he he con tính đầu cái gì chứ nếu nói về cái này thì con không biết phải giải thích như thế nào nhưng chỉ cần ông nội cứ ăn nhiều thịt vào thì từ từ sẽ mạnh lên thôi ấy mà một lần nữa nghe được lời này thì gáp đã có thể khẳng định rằng người trước mặt này chính là thằng cháu nội của mình vì chỉ có nó mới có thể đưa ra câu trả lời ngáo ngơ như thế có điều ông ta cũng không thể nào biết được vì lẽ gì mà nó lại mạnh lên như vậy nhưng rất nhanh ông ta đã dẹp qua cái suy nghĩ đó và liền hô lên Luffy à, dù cho con có là cháu của ta thì với cương vị một phó đô đốc hải quân ta cũng không thể nào để cho con tiến lên phía trước được với lời khẳng định chắc nịch của gáp thì Luffy chỉ nở ra một nụ cười và nhớ lại chuyện trong quá khứ lúc đó gáp đã cố tình để cho Phi đấm một đấm vào thời điểm đó Luffy không hề hay biết rằng gáp cố tình nhường để Luffy có thể đi lên cứu a nhưng sau này cùng với sự gia tăng của sức mạnh thì Luffy mới hiểu rõ tình thương của ông nội dành cho hai anh em cậu ta. Lúc nhớ tới đây thì Luffy mới nhẹ nhàng nói ra một lời, ông nội à, những gì ông nói và những gì ông làm sao mà nó khác xa nhau quá. Nhưng lần này cháu sẽ không để ông nội phải khó xử nữa đâu. Và khi lời đó vừa dứt thì Luffy lập tức chuyển sang trạng thái gear 2 của mình và biến mất trước mặt của Gap. Do tốc độ của Luffy quá nhanh nên khi Gap kịp phát hiện thì Luffy đã tiến tới chỗ của Sengoku. Sengoku phát hiện ra điều này, ông ta lập tức biến về hình dáng vật vàng của mình và tung một đấm về phía của Luffy. Lúc cú đấm sắp chạm tới người của Luffy thì Luffy lại một lần nữa dùng gear 2 để tránh thoát được cú đấm đó rồi xuất hiện ở kế bên chỗ của A. Bây giờ đây Luffy nhìn A rồi nở ra một nụ cười, anh A à, lần này em nhất định sẽ cứu được anh. Nói xong Luffy liền lấy cái chìa khóa mà lúc trước Han Cốc đưa cho để chuẩn bị mở còng tay cho anh. Sengoku thấy được cảnh này thì ông ta một lần nữa lại tung một nắm đấm thẳng về chỗ của A và Luffy. Để đáp trả đòn này, Luffy liền chuyển sang trạng thái gear 4 rồi tung ra một đòn Gomu Gomu no Kongun có bọc Haki bá vương lúc nắm đấm của Sengoku và Luffy tiếp xúc với nhau thì đã thoát ra một luồng bá khí phát tán về bốn phía. Trong tình huống đó, những tên hải quân yếu kém vừa mới được bò lục và Fujitora đem tới cũng đã gục ngã ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, những thành viên bình thường của băng dâu trắng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhưng vì sự chênh lệch sức mạnh của Luffy và Sengoku khá lớn nên rất nhanh ông ta đã dần biểu hiện ra sự kiệt sức. Nhưng cơ hội đó, Luffy lại dùng cánh tay trái của mình rồi tung ra một đòn Gomu Gomu no Snake man thẳng vào mặt của Sengoku. Thế là ông ta đã bị đánh bay thẳng xuống mặt đất. Fujitora ở gần đó cảm nhận được điều này thì ông ta liền muốn lao lên để giải quyết Luffy. Nhưng chưa đợi ông ta hành động gì thì bất ngờ Sanji đã xuất hiện để ngăn ông ta lại. Trong lúc đang đánh nhau với các đội trưởng băng dâu trắng thì Mihawk đã phát hiện ra động tĩnh ở chỗ đài sư tử, thế là ông ta đã chém ra một kiếm. Nhưng rất nhanh chóng Zoro cũng đã đứng ra mà ngăn cản nhát kiếm này. Khi thấy không còn ai ngăn cản được nhóm người của Luffy nữa thì bây giờ đây ba đô đốc cũng đã hồi phục được đôi chút nên đã lao tới chỗ của Luffy. Nhưng chưa đợi bọn họ đi được bao xa thì bất ngờ đã có một bức tường lửa lao lên ngăn cản cả ba lại và người làm việc này không ai khác chính là Sabo. Sengoku thấy tình hình căng quá căng thế là ông liền ra lệnh cho Gáp hãy tiến lên để ngăn Luffy lại. Đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan, Gáp cũng đành phải lao về chỗ của Luffy. Sau đó ông ta cũng không quên hò hét rằng ông tuyệt đối sẽ không để cho hai đứa bây giờ đi khỏi nơi này đâu. Nhưng thay vì để ý tới Gáp thì Luffy lại mặc kệ ông nội của mình rồi lấy ra cái chìa khóa định mở còng tay cho anh trai. Nhưng tới giờ phút này cậu ta mới phát hiện ra rằng sau đòn đánh lúc nãy với Sengoku thì cái chìa khóa cũng đã bị sức mạnh của cả hai làm cho biến dạng nên không xài được nữa trong tình huống đó boa hancock liền chạy đi tìm cái chìa khóa khác để giúp cho Luffy. ngược lại với thái độ lo lắng của cô thì đám người hải quân đã vô cùng vui mừng ha ha dù cho tên mũ rơm đó có đi tới chỗ đài sử tử thì bây giờ hắn cũng không có chìa khóa để mở cổng ra đâu nhưng trong lúc bọn họ còn đang vui cười khoái chí thì bất ngờ Luffy đã từ từ đưa tay lại chỗ cái cổng rồi sau đó cậu ta đã sử dụng haki cấp cao để bẻ cái cổng ra trong sự ngơ ngác của mọi người lúc được giải thoát a đã nở ra một nụ cười và bảo Luffy à thấy em trưởng thành như vậy anh vui lắm he he vậy thì anh hãy gia nhập vào băng của em nhé trước lời nói ngây thơ của Laffy thì A lại nở ra một nụ cười và bảo không thể được vì anh không thích đi theo một vị thuyền trưởng ngốc nghếch như em và trên hết là anh có nơi để thuộc về rồi nói xong A liền nhìn về phía chỗ của bố già và các thành viên của băng dâu trắng đang chiến đấu một cách chật vật ở phía xa Sengoku trông thấy được cảnh này thì ông ta lại càng quát lớn hơn gáp à ông đang làm cái gì vậy hả tôi kêu ông ngăn cản bọn nó vậy mà ông lên đó cứ nói ra những điều tào lao mà không hành động gì cả bây giờ con trai của vua hải tặc cũng đã thoát luôn rồi mà ông còn ở đó ngay vậy à nghe tới đây thì gáp đã khoác lên hai đứa bay dám mặc kệ lời của ông nói sao xem ra ông đánh bọn mày còn ít quá phải không nói xong gáp liền bay lên đỉnh tấn công về phía của Luffy. phi trong tình huống đó A đã lao ra để ngăn cản cú đấm của gáp nhưng tới giờ phút này cậu ta mới phát hiện rằng năng lực điều khiển lửa của mình đã hoàn toàn mất sạch và cũng vì lẽ đó nên cú đấm của gáp đã tung thẳng vào mặt của A và khiến cho cậu ta lăng củ khi đứng dậy được thì A đã không ngừng hò hét năng lực của trái mera mera tại sao lại biến mất vậy nè rốt cuộc là tại sao thấy ây ngưng ngác thì lắp phi cũng tiến lên mà bảo em xin lỗi nhưng em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào. Nhưng có lẽ vì bọn em xuất hiện ở đây để cứu anh nên anh mới mất năng lực của trái ác quỷ đó. Nghe được lời Luffy nói thì A cũng không hiểu được khỉ gì, gì, nhưng cậu ta thừa biết đứa em trai của mình nói như vậy là át hẳn có nguyên nhân. Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao nhưng cậu ta cũng thừa biết để có được sức mạnh kinh khủng thế này để cứu mình thì át hẳn Luffy phải trả giá rất nhiều. Thế là A cũng liền nở ra một nụ cười mà bảo không sao đâu, dù anh không còn sức mạnh của lửa nữa thì anh vẫn là anh trai của em và trên hết là sức mạnh Haki của anh vẫn còn ổn lắm sau đó ấy cũng nhìn về phía của gáp và nói lời cảm ơn vì thông qua cú đấm vừa nãy thì ấy mới hiểu được rằng ông nội không hề tung hết sức chẳng qua ông nội chỉ cố làm ra vẻ mà thôi cảm ơn cái gì chứ ta đây sẽ ngay lập tức bắt hai đứa bay nhốt vào tù lại nói xong gáp liền lao lên tấn công hai anh em nghe được lời này thì Luffy và ấy cũng nhìn về nhau và nở ra một nụ cười sau đó Luffy liền biến về trạng thái ghia ba của mình và đấm cho gáp một phát thấy được cú đấm của Luffy lao tới thì thay vì tránh né thì gáp lại cứ mặc kệ thế là trong thoáng chốc gáp đã bị Luffy đấm bay thẳng xuống đất có điều vì Luffy không dùng haki bá vương dồn vào cú đánh nên gáp chẳng bị thương tí nào cả nhưng thay vì đứng dậy để đánh tiếp thì ông ta lại nở ra một nụ cười và làm bộ nằm yên bất tỉnh đám người hải quân thấy biểu hiện của gáp thì bọn họ đã hô lên trời đất ơi anh hùng hải quân cũng bị hắn đấm phát ngất luôn tên mũ rơm này đúng là đáng sợ quá đi mà sengoku thấy được cảnh này thì thừa biết gáp đang giả bộ nên vô cùng cay cú có điều cay thì cay vậy thôi nhưng ông ta chỉ có thể thở dài bất lực vì dù sao thì hai tên đó cũng là cháu của hắn sau khi đấm bay gáp thì bất ngờ Luffy cảm nhận được có một luồng sắc khí đang hướng tới chỗ mình và khi nhìn qua cậu ta liền thấy bộ mặt gợi đòn của Tech. Trong thấy bộ mặt này thì Luffy lại nhớ tới những việc làm của dâu đen ở trận chiến thượng đỉnh và trên hết là nguyên nhân A bị bắt cũng là vì hắn. Nghĩ tới đây, Luffy đã vô cùng tức giận rồi sau đó cậu ta đã thét lên, Tech. Lần này ta nhất định sẽ đá bay ngươi. Ha ha Luffy à, ngươi có giỏi thì cứ tới đây đi. Trái ác quỷ của ngươi đang có thật là quá tuyệt, ta cũng muốn có được nó lắm. Tên đội trưởng ở kế bên nghe được lời này thì cũng liền lên tiếng khuyên can, thuyền trưởng à ngài đừng có chơi ngu như vậy chứ nãy giờ chỉ có mỗi tên dâu trắng và đồng bọn thì chúng ta cũng đã an hành ngập mù rồi nếu tên Luffy phi châu bò đó mà qua đây thật là tất cả chúng ta chỉ có con đường chết nhưng với bản chất vua lì đòn của mình thì tích méo có sợ thậm chí hắn ta còn tung ra một đòn chấn động thẳng về phía chỗ của Luffy phi và ây đang đứng khi đòn đánh sắp lao tới chỗ hai người thì bất ngờ Luffy phi đã đưa tay trái lên rồi tạo ra một lớp phòng ngự bằng haki cấp cao để ngăn cản đòn chấn động đó lại chứng kiến được cảnh này thì ai nấy cũng đều ngơ ngác và không hiểu tại sao dâu đen lại có được thứ sức mạnh đó một lần nữa thấy được cảnh này thì dâu trắng đã không còn nghi ngờ gì nữa vì đây chính là thứ sức mạnh đã đi theo ông trong thời gian dài. Lúc nãy khi đánh nhau với dâu đen, hắn ta từng sử dụng một lần nhưng vào thời khắc đó ông vẫn còn mơ hồ ngơ ngác. Nhưng bây giờ, ông đã có thể khẳng định được rồi. Vì nghĩ thế nên dâu trắng cũng không quên hỏi lại, tên ngu ngốc kia. Làm sao ngươi có được thứ sức mạnh này hả? Ha ha, ông muốn biết à, vậy thì hãy đi xuống Diêm Vương mà hỏi đi. Tuy rằng ngoài miệng hắn ta nói vậy thôi chứ trong lòng hắn cũng không thể nào có đáp án, vì những chuyện xảy ra ở đây vô cùng kỳ lạ. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Sabo, Zoro và Sanji chẳng hề kinh ngạc gì vì phu nhân toki cũng đã giải thích rất rõ nên bọn họ biết rằng sở dĩ tết có được sức mạnh này là vì ở quá khứ hắn đã từng giết chết được dâu trắng và chiếm được sức mạnh của trái chấn động thế là dòng thời gian liền sửa đổi cho thích hợp rồi cuối cùng dẫn tới sức mạnh chấn động của hắn tăng lên trong khi sức mạnh chấn động của dâu trắng lại giảm xuống sau một lúc ngơ ngác thì bây giờ dâu trắng cũng đã lấy lại tinh thần mà bảo hỡi các con của ta nhờ vào sự cố gắng của các con và bọn nhóc mũ rơm nên chúng ta đã cứu được ấy thế nên bây giờ các con hãy nhanh chóng rời đi khỏi nơi này còn về phần của tết ta sẽ dùng toàn lực để giải quyết hắn sau đó Ta cũng sẽ đi cùng với các con. Với mệnh lệnh này của bố già thì tên dâu đen bỗng dưng hoảng hốt không thôi, vì hắn ta thừa biết dù bây giờ hắn đã có thêm sức mạnh của trái Gura Gura cộng với bố già dâu trắng cũng đã bị thương một ít, nhưng những vết thương đó chẳng có gì đáng ngại. Thế nên với sức mạnh hiện tại của bố già thì ông ta cũng vẫn là một tồn tại mà hắn không thể nào đối phó được. Lúc nghe được mệnh lệnh này, mọi người đã vô cùng hào hứng nhưng vẫn có không ít đội trưởng muốn ở lại để sát cánh với bố già. Đặc biệt là A, cậu ta muốn cùng chiến đấu với bố để giải quyết tên phản bội. Vào thời khắc thấy dâu trắng đã nổi lên sát ý với Tết thì Sabo đã nhớ lại những lời mà Toki căn dặn đó là khi các cậu xuyên không về quá khứ tuyệt đối không được giết chết những nhân tố chủ chốt của lịch sử và cũng không thể để cho bọn họ chết bằng không thì dòng thời gian sẽ không thể nào khắc phục được lỗi đó và kết cục là tương lai sẽ hoàn toàn bị thay đổi tới lúc đó các cậu rất có thể sẽ không thể nào trở về tương lai được và những nhân tố chủ chốt trong lời phu nhân Toki nói tới có cả tên dâu đen suy nghĩ tới đây thì Sabo đã kêu Luffy tiến lên ngăn cản dâu trắng lại nếu dâu đen mà chết là chúng ta rất có thể sẽ phải ở lại đây luôn đó trước lời căn dặn của Sabo thì Luffy liền hô lên ông già à tên này hãy để cho tôi xử lý nha còn mọi người thì hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi một tí nữa đây một trong ngũ lão tinh sẽ tới sức mạnh của tên đó không đơn giản đâu im đi thằng nhóc con nhà ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn ra lệnh cho ta hả thằng con của ta phản bội ta nhất định phải tự tay xử lý nó nếu ngươi dám ngăn cản thì cũng đừng có trách ta nhé nói xong lời đó thì dâu trắng đã bộc haki vào trong cánh tay của mình và lao tới chỗ của dâu đen đang đứng trông thấy được dáng vẻ hùng hồn của dâu trắng thì bây giờ đây dâu đen cũng cảm thấy hơi rén nhưng dù sao hắn cũng phải cố gắng để chống trả chứ không thôi là hắn chỉ có con đường chết lúc sengoku thấy các thành viên của băng dâu trắng muốn rời đi thì ông ta đã ra lệnh cho những người còn có sức chiến đấu hãy tập trung tấn công dâu trắng vì chỉ cần làm như thế thì đồng minh của hắn nhất định không bỏ mặc hắn mà rời đi đợi tới khi thánh satan tới thì chúng ta sẽ có cơ hội lật kèo và cũng thật giống như những gì sengoku nghĩ khi mệnh lệnh của ông ta được phát ra thì các đồng minh và đội trưởng đã dừng lại để hỗ trợ cho bố già nhờ việc làm này mà bố già có thể rảnh tay để đánh toàn lực với tên dâu đen bây giờ đây bố già một lần nữa lại dồn sức mạnh haki vào cánh tay trái của mình rồi sau đó lại tung một đấm thẳng về chỗ của dâu đen khi nắm đấm này lao tới hắn ta cũng đã sử dụng sức mạnh của trái chấn động để đáp trả nhưng khi hai nắm đấm chạm phải nhau thì tên dâu đen đã bị bố già đánh bay ra xa và ọc máu liên tục nhưng cơ hội đó bố già liền muốn lao lên để dứt điểm luôn nhưng vào thời khắc sinh tử bất ngờ hắn lại van xin bố già tha cho mình một mạng trước lời van xin của đứa con trai phản bội này thì dâu trắng cũng đã do dự một chút nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại tinh thần mà nói tết à ngươi cũng là con trai của ta nên khi giết ngươi ta cũng đau lòng lắm nhưng nếu ta không giết ngươi thì không biết phải ăn nói thế nào với những đứa con bị ngươi hại chết thế nên thay vì chết trong tay người khác thì hãy để bố đưa ngươi đi chặng đường cuối cùng vậy khi lắp phi thấy được cảnh này thì cậu ta lập tức muốn biến về trạng thái thần nika của mình để lao qua ngăn cản dâu trắng lại nhưng khi trạng thái thần nika vừa được bật lên thì bất ngờ cơ thể của lắp phi bỗng dưng mất hết sức và đổ gục xuống đất bây giờ đây cậu ta cảm thấy cơ thể không còn miếng năng lượng nào cả A ở gần đó cũng thấy được nên đã vô cùng lo lắng mà lao qua hỏi thăm xem thử lắp phi có sao không ha ha anh không cần phải bận tâm đâu do nãy giờ em đánh quá sức thôi ấy mà nếu được thì anh hãy kiếm cái gì đó cho em ăn đi chỉ cần có đồ ăn thì trong vòng vài phút sau em sẽ trở lại bình thường thôi biết được nguyên nhân thì A cũng đỡ lo hơn nhiều nhưng cậu ta bắt buộc phải ở đây để bảo vệ cho Luffy không thể đi được thế là A đã hô lên để nhờ đồng đội của mình kiếm đồ ăn giúp trong lúc Luffy gục xuống thì ở bên kia dâu trắng cũng đã chém một đao thẳng về chỗ của dâu đen nhưng vào giờ phút quyết định bất ngờ Sanji đã xuất hiện trong bộ đồ của Gemma 66 và dùng bàn chân bộc Haki của mình để đá tách văng ra xa đồng thời dùng cái chân phải bọc haki để ngăn cản nhát chém của bố già lại Trong thấy được cảnh này thì cả hai phe đều rất bất ngờ họ không hiểu tại sao nhóm của Luffy ai cũng trâu bỏ quá giá và trên hết là bộ đồ đó dường như là của đám người sáu ma 66 mà lúc Sanji mặc bộ đồ này vào thì tại hòn đảo trung tâm của nhóm người game ma 66 vì Moses và các anh chị em của Sanji cũng thấy được tất cả và sau một lúc hồi tưởng thì bọn họ mới nhớ ra đây chính là thằng em trai vô dụng Sanji mà nhưng bà mẹ nó thật chứ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy vì lẽ gì một tên vô dụng như nó mà trước đây có thể đá bay một đô đốc còn bây giờ thì lại có thể ngăn được một đòn knock out của tứ hoàng mạnh nhất luôn rồi và quan trọng hơn hết là bộ đồ rét xui của nó từ đâu mà ra hả trong lúc các anh em của sanji đang thảo luận với nhau thì bây giờ rớt cũng hối hận không thôi trời đất ơi cái thứ vô dụng trong mắt ta mà bây giờ nó lại trưởng thành tới thế à so với nó thì bốn đứa còn lại chả là cái khỉ gì ta mà biết trước thằng sanji này mạnh tới vậy thì dù có đánh chết ta cũng không đuổi nó đi đâu bây giờ làm cách nào để kêu nó về đây trở lại chỗ chiến trường bây giờ bố già cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi liền quát lên thằng nhóc đầu vàng à việc này liên quan gì tới ngươi hả mau tránh ra cho ta bằng không thì cả ngươi ta cũng sẽ đánh trước lời uy hiếp của bố già thì sanji không vội trả lời mà lại lấy ra một điếu thuốc và cái bật lửa sau đó cậu ta đã đốt điếu thuốc lên và kéo một hơi và khi làm màu đủ rồi thì sanji chuẩn bị nói ra mấy lời đạo lý nhưng chưa đợi cậu ta thể hiện thì bất ngờ bố già đã dùng tay kia của mình mà đấm cho sanji bay mấy chục mét nay thì dám thể hiện trước mặt tao này chưa nha con bởi vậy cái số con ghẻ nó khổ vậy đó chưa kịp thể hiện khỉ gì thì đã bị ăn hành ngập mồm có điều với sức mạnh hiện tại của sanji mặc dù không thể đánh lại bố già như cũng không trên lệch quá lớn nên với cú đấm vừa nãy của bố thì cũng không thể nào làm sanji bị thương được thế là cậu ta đã đứng dậy mà bảo dâu trắng à tôi biết việc làm của tên dâu đen đó vô cùng đáng ghét nhưng vì một số lý do đặc biệt hiện tại hắn không thể chết được thế nên ông cứ để hắn ta cho thuyền trưởng của tôi giải quyết còn việc của ông và mọi người thì hãy nhanh chóng rời đi khỏi nơi này đi nếu như ông giết hắn ở đây thì bọn tôi sẽ gặp phiền phức rất lớn tôi nghĩ ông cũng không muốn những người giúp đỡ ông rơi vào tình huống khó xử đâu có đúng không trước những lời nói kỳ lạ của sanji thì bố già cũng trầm mặc đi một lúc rồi sau đó ông ta liền nhìn về phía của dâu đen mà bảo tích à xem như mạng của người lớn lần này ta sẽ tha cho ngươi nhưng nếu ngươi còn tiếp tục làm điều gian ác thì đích thân người làm bố này dù có phải đuổi theo tới chân trời gốc biển thì ta cũng sẽ thanh lý ngươi cho bằng được thấy bộ mặt của bố già căng quá căng thì tên dâu đen liền ừ dạ lia liệu và hứa sẽ không bao giờ làm chuyện sai trái nữa với những lời hứa của dâu đen thì bố già cũng không hề tin tưởng miếng nào vì ông ta thừa biết bản chất của dâu đen vô cùng gian ác nhưng thông qua những lời sanji nói thì bố già đã hiểu được nếu như hiện tại hắn chết thì nhóm người mũ rơm sẽ phải gặp một số bất chắc gì đó nên ông cũng đành bỏ qua nghĩ tới đây thì bố già liền nhìn về phía của Luffy. bây giờ ông ta thấy Luffy đang ngồi thở như chó còn xung quanh thì có a và một số thành viên khác đang bảo vệ trong tình huống đó một lần nữa dâu trắng lại ra lệnh cho các con và đồng minh hãy bảo vệ cho nhau để rút lui khỏi nơi này riêng về phần của ông cùng với các đội trưởng sẽ đi qua yểm trợ cho thằng nhóc mũ rơm cho tới khi hắn lấy lại sức mạnh Trước dáng vẻ nghiêm khắc của bố già thì các người con cùng với đồng minh cũng hơi do dự một chút, nhưng vì tin tưởng bố nên bọn họ cũng đã quyết định rời đi. Tới bây giờ Sengoku biết chắc chắn không thể nào giữ lại nhóm người của bố già được, thế nên ông ta liền quyết định quay xe về phía của Luffy. Ông ta sẽ tranh thủ lúc Luffy còn đang suy yếu thì sẽ ra tay tiêu diệt Luffy để trừ mối tai họa ngầm sau này cho hải quân. Mệnh lệnh của Sengoku vang lên thì tất cả mọi người đều ồ ạt lao về chỗ Luffy đang ngồi thở thắt lát. Trong tình huống đó, Marco đã sử dụng sức mạnh phượng hoàng của mình mà lao tới chỗ Luffy trước tiên sau đó cậu ta cũng đánh bật tất cả những người đang có ý đồ tấn công Luffy. Do cấp dưới quá gà thế là Sengoku lại hóa về trạng thái Phật vàng của mình mà tung một đấm nhằm muốn dứt điểm Marco và Luffy. Nhưng vào thời khắc đó, bố già dâu trắng đã xuất hiện rồi dùng haki cấp cao của mình để đối kháng lại với đòn đánh của Sengoku. Bây giờ đây, bố cũng không quên đá đều, Sengoku à, ngươi đường đường là một thủy sư đô đốc mà lại tấn công một thằng nhóc con lúc nó đang yếu đuối như vậy, ngươi không cảm thấy nhục sao? Trước lời cà khịa đó thì Sengoku cũng hờ hững mà đáp, dâu trắng à, việc này không liên quan gì tới ngươi nếu bây giờ ngươi chạy biết đâu ngươi còn có cơ hội thoát được đó ngươi nên biết rằng sức mạnh bây giờ của ngươi không thể nào thắng nổi ta đâu ha ha vậy thì đã sao chứ nếu hôm nay ta có bỏ mạng ở đây thì cũng sẽ quyết tâm bảo vệ được thằng nhóc Luffy. vì nó chính là người sẽ thay đổi cái thế giới thối nát này mở ra thời đại mới nói xong dâu trắng liền lao lên sáp lá cả với sengoku các phó đô đốc khác thấy sengoku đã bị dâu trắng cầm chân thì bọn họ cũng đồng loạt lao lên tấn công Luffy. nhưng với sức mạnh của bọn họ thì không thể nào vượt qua phòng tuyến của a và các đội trưởng được Fujitora nhân lúc tình hình hỗn loạn thì ông ta cũng liền sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình mà gọi ra một khối thiên thạch lao thẳng xuống chỗ Luffy. Mọi người trông thấy được cảnh này thì đã vô cùng hoảng hốt, nhưng bất ngờ có một luồng kiếm khí vượt qua và chém nát tất cả. Sau đó Zoro đã xuất hiện cùng với một túi đồ ăn vác trên vai, tên thuyền trưởng ngốc nghếch à, cậu mau ăn vào rồi tỉnh dậy ngay cho tôi. Lúc nào cậu cũng gây phiền phức như vậy hết. Haha ha, tôi không ngờ cậu có thể kiếm ra đồ ăn đêm tới đây đó, bộ cầu không bị lạc đường à. Trước lời nói ngây thơ của Luffy thì Zoro cũng cay lắm. Nhưng vì cậu ta biết Sở Dĩ Luffy hỏi ra câu này là vì nó ngu chứ không hề có ý cà khịa, nên cậu ta cũng bỏ qua. Trong lúc Luffy đang ăn uống ngon lành thì ở bên đây Fujitora cũng đã dùng năng lực trái ác quỷ của mình mà tấn công Zoro. Nhưng với sức mạnh hiện tại của Zoro thì cậu ta đã dễ dàng thoát ra được và chém một kiếm khiến cho Fujitora phải lùi lại khá xa. Bây giờ cậu ta cũng không quên cảm thán, "Rất lâu rồi ta chưa đánh lại với ông, nhưng xem ra sức mạnh hiện tại của ông không thể nào gây khó dễ được cho tôi rồi." Trước những lời nói của Zoro thì Fujitora cũng không hiểu gì cả vì theo như ông nhớ thì đây là lần đầu tiên ông đánh nhau với một người đáng sợ thế này trong lúc fujitora đang ngơ ngác thì miha cũng đã tới mà bảo zoroa à, ta mới chính là đối thủ của ngươi nên ngươi đừng có chạy loạn nữa mà hãy đánh một trận phân thắng bại luôn đi và nếu như lần này ngươi thua thì thuyền trưởng ngươi nhất định sẽ phải chết với màn chọc chó đi vào lòng đất của miha thì zoro đã không còn vui tính như ngày xưa nữa sau đó cậu ta đã từ từ lấy ra cái khăn màu xanh rồi quấn lên đầu mà nói ta thật không muốn thắng hai ông trong tình huống này đâu nhưng nếu hai ông đã nhất quyết muốn đụng tới thuyền trưởng của tôi thì hôm nay ngôi vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sẽ phải đổi chủ lời đó vừa dứt thì zoro liền nhìn về phía của mihak và fujitora với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cũng trong thời khắc đó bỗng dưng có một luồng năng lượng màu đen từ người của zoro bộc phát ra khắp bốn phía chứng kiến được ánh mắt này thì mihak bỗng nhớ tới xanh tóc đỏ riêng về phần của fujitora thì tay chân cũng bắt đầu run rẩy còn những hải quân đang bao vây Luffy đã không dám tiếp cận lại nữa vì từ trong tận sâu thâm tâm của bọn họ đã dâng lên một sự khiếp sợ khó tả tại một nơi cách đó khá xa thông qua ốc sen ghi hình thì tổng tư lệnh công cũng thấy được cảnh này bây giờ ông cũng cây cú mà quát bà nội cha nó thật chứ thằng cháu của grab nó từ đâu lại có thể kiếm ra những đồng đội châu bò tới mức đó hả ta nhớ trong nhóm nó còn có không ít thành viên nếu ai cũng mạnh vậy hết thì cho dù là băng hải tặc của góc đi có sóng lại cũng phải gọi bọn nó là cụ cảm nhận được sự đáng sợ từ zoro thì sengoku và dâu trắng cũng bỗng dưng ngừng đánh nhau mà nhìn về phía của cậu ta với ánh mắt vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ tên này cũng có haki bá vương hay sao xem ra hắn ta cùng với thằng nhóc mũ rơm đều không thể nào giữ lại được rồi ha ha sengoku à hẳn là ngươi đang định giết luôn tên nhóc con này để trừ hậu quả chứ gì nhưng ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc vì khi ngươi đánh với nó ngươi cũng chỉ có con đường chết thế nên ngươi hãy tập trung mà đánh với ta đi lời dâu trắng vừa dứt thì bất ngờ lại có giọng nói vang lên ha ha tên dâu trắng nói đúng nếu bây giờ ông xông qua đó là tháng này ta phải tốn tiền đi đám ma rồi nghe tới đây thì sengoku đã không thể nào bình tĩnh được nữa hai người các ngươi hãy im đi bằng không thì đừng có trách ta đó Mặc dù rất cay với lời cà khịa của bố già và Grab, nhưng Sengoku vẫn thừa biết, dù Zoro không mạnh bằng Luffy nhưng trước mặt của cậu ta ông cũng không có cửa. Trở lại chỗ của Mihawk, bây giờ ông ta đã lấy lại tinh thần rồi bảo, xem ra ta phải tung ra hết sức mạnh của mình rồi. Lời vừa dứt thì Mihawk liền lao tới chỗ của Zoro. Thấy vậy Zoro cũng liền chém ra một kiếm để ngăn cản đòn đánh của Mihawk lại. Đồng thời cậu ta lại tiếp tục chém một kiếm về phía của Fujitora. Mục đích cậu ta làm vậy là muốn kéo cả hai về phía của mình, vì cậu ta biết rằng nếu hai người này xông về phía trước thì sức mạnh của các đội trưởng không thể nào đối phó được trong lúc mọi người đang đánh nhau kịch liệt thì ở bên đây tên dâu đen đã nhìn về phía Luffy và nở ra một nụ cười gian xảo khi nụ cười đó vừa tắt thì hắn ta đã lao tới như một ngọn gió rồi chuẩn bị tung một đòn chấn động vào người Luffy. nhưng vào thời khắc quyết định thì sanji đã xuất hiện một cách bất ngờ sau đó cậu ta đã dùng đôi chân bọc haki của mình để ngăn cản đòn chấn động lại tiếp đến cậu ta lại dùng chân phải rồi tung ra một cú đá vô cùng mạnh khiến cho dâu đen phải dụng mấy cây răng và bay đi rất xa bây giờ Sanji cũng nhìn về phía tất cả mà bảo, ai dám tiếp cận thuyền trưởng ta trong phạm vi 3 mét thì đều sẽ phải hối hận. Nói xong, Sanji lại biến mất như con ma nhà họ hứa. Tuy mọi người không hiểu nguyên nhân tại sao Sanji lại biến mất, nhưng hiện giờ bọn họ nghĩ Sanji đã không còn ở bên cạnh Luffy. Đây chính là cơ hội tốt để tiến lên tiêu diệt tên mũ rơm. Và khi lời này vừa dứt thì bỗng có hai vị phó đô đốc đã xông về phía Luffy đang ăn. Nhưng bọn họ vừa tiếp cận lại gần chỗ của Luffy thì bất ngờ đã ăn phải những cú đá như trời giáng của Sanji. Với tình cảnh này thì phe hải quân không biết phải làm gì, tiến lên không được mà lùi lại cũng không xong phải chi biết chỗ hắn ẩn nấp thì có thể đối phó đằng này không biết hắn trốn ở đâu và quan trọng nhất là dù có dùng haki quan sát cũng không thể nào nhìn thấy hắn được tuy tình hình có hơi căng nhưng với tính tình độc ác của mình thì dâu đen quyết tâm không bỏ cuộc thế là hắn liền ra lệnh cho tất cả các đội trưởng cùng phối hợp với hắn ta tiêu diệt lắc phi và khi mệnh lệnh đó vừa dứt thì tên đội trưởng khổng lồ của hắn cũng đã nhào tới muốn kiếm ăn nhưng chưa đợi hắn ta làm được gì thì bất ngờ đội trưởng của băng dâu trắng oa cũng xông lên để đấm hắn sắp mặt nay thì dám chơi chưa, chưa lấy thịt đè người trước mặt ông hả mày còn non lắm. Trong lúc hai người khổng lồ đang đánh nhau thì ở bên đây, đội trưởng đội ba của băng dâu đen là Van Augur cũng đã âm thầm bắn ba phát đạn bọc haki về phía Luffy. Nhưng khi những viên đạn vừa lao tới thì Sanji đã xuất hiện rồi dùng haki của mình mà chụp tất cả các viên đạn lại. Tên vua tham lam thấy vậy thì hắn cũng đã nhào lên và tung một đấm như trời giáng thẳng về chỗ Luffy đang ăn. Với chiêu này của hắn thì Sanji chỉ cần tung ra hai cú đá là hắn cũng đã bay ra xa và gãy luôn cánh tay. Nhưng cũng cùng lúc đó thì tên đội trưởng đội hai Sirius cũng bất ngờ xuất hiện mà chém cho Sanji một nhát chí mạng quá bất ngờ nên Sanji bắt buộc phải dùng haki bọc vào đôi tay để ngăn cản lại. Nhưng vì không có chuẩn bị trước nên cậu ta cũng đã bị đánh lùi lại mấy mét. Và trong lúc đó thì bất ngờ tên đội trưởng đội một của băng dâu đen cũng đã xông tới mà đấm thẳng vào mặt Luffy một cái như trời giáng. Sau cú đánh đó mặc dù Luffy cũng chẳng bị làm sao nhưng Sanji lại vô cùng tức giận. Thế là cả người của cậu ta đã bốc lên một ngọn lửa phừng phừng, cái đám khốn kiếp các ngươi dám xem thường lời ta nói à? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của băng vua hải tặc tương lai chứng kiến được sự đáng sợ của sanji thì bây giờ tên đội trưởng đội mục cũng đã biết mình đã chơi ngu và bắt đầu cảm thấy run dày nhưng chưa đợi hắn run xong thì sanji đã xuất hiện trước mặt của hắn rồi tung ra một cú đá như trời giáng để xả giận trong tình huống đó thì tên đội trưởng đội mục của băng dâu đen cũng phải tung ra cú đấm hết lực để đáp trả nhưng sau khi hai đòn tiếp cận với nhau thì cánh tay của hắn ta cũng đã bị sanji đá cho gãy xương mà la oai quái nhưng cơ hội đó thì sanji lại tiếp tục tung thêm những cú đá liên tục tống hắn thẳng vào trong lòng đất vào thời khắc này thì xương trên người hắn gần như gãy hết Đánh tên đội trưởng đội một xong thì Sanji lại xuất hiện trước mặt của Shizu rồi cậu ta cũng tung ra những cú đá tương tự. Với sức mạnh vượt trội của Sanji thì thanh kiếm của Shizu cũng đã bị đá gãy, còn toàn thân của hắn thì bê bết máu. Thừa thắng xông lên Sanji đã bay tới chỗ của tên đội trưởng đội ba van Augur rồi tung ra những cú đá liên hoàn khiến cho đầu hắn cấm thẳng vào trong đất. Sau khi giải quyết xong ba tên đội trưởng thì bây giờ Sanji mới quay về chỗ của Luffy đang ăn mà quát thật to. Đây là lần cuối cùng ta nói với các người. Ai còn dám đụng tới thuyền trưởng của ta thì đừng có trách. Các ngươi nên biết rằng dưới tứ hoàng ta đây vô địch còn nếu tứ hoàng tới một đổi một trước khi thế bá đạo và sức mạnh châu bò của sanji thì bây giờ đây dâu đen đang đánh nhau với nhóm người của mắt cô cũng phải dừng lại mà quát mắng bà mẹ bọn nó thật chứ các ngươi đúng là hiếp người quá đáng mở đầu có tên mũ rơm một mình đánh ba đô đốc như con tiếp theo lại ra tên tham mưu trưởng sabo cũng quá ao trình các đô đốc sau đó ra tên zoro có thể đánh ngang với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới và một người có sức mạnh ngang ngửa đô đốc rồi kết thúc bằng một tên với sức mạnh châu bò không thua gì các tứ hoàng và trên hết là không biết hắn dùng cách nào mà lại có thể biến mất không chút tung tích các ngươi chơi như vậy không sợ cha mẹ ở nhà buồn à nếu cứ theo đàn này thì đừng nói là ta cướp được trái chấn động vì cho dù ta có trái ác quỷ chấn phát chết tươi cũng chắc gì có thể đánh lại các ngươi thấy dáng vẻ tức tối của tên dâu đen thì mọi người cũng thông cảm cho hắn vì bây giờ bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự và trong lúc quá khích thì có một người lên tiếng sau trận đại chiến này thì băng mũ rơm chắc chắn sẽ vang danh khắp tân thế giới và nếu cho ta chọn thì ta thả chọn đối đầu với băng tứ hoàng chứ cũng không muốn đối đầu với bọn này đâu lời nhận xét của vị phó đô đốc này bất ngờ đã lọt vào con ốc sen ghi hình nên phần lớn người trên toàn thế giới cũng đều nghe được hết. Bây giờ đây ở chỗ của Kaido Bách Thú sau khi bị xanh chặng đường thì hắn đã không tới tổng bộ hải quân nữa mà quyết định quay lại Wano. Nhưng trong quá trình này ông ta cũng đã nghe thấy lời nhận xét đó nên vô cùng tức giận mà đập nát luôn cái bàn trước mặt, cái đám nhóc này vì sao lại mạnh tới vậy hả? Sức mạnh bọn nó bộc lộ ra chẳng thua gì ta. Mà nếu nói đúng ra thì bọn nó cho ta cảm giác áp bách giống như cảm giác từng đối đầu với băng của Goldie Roger ở quá khứ. Nếu cứ theo đà này thì giấc mơ vua hải tặc của ta chẳng phải chỉ là hư vô hay sao? cái đám khủng bố như bọn nó tuyệt đối không được phép tồn tại nói xong thì kaido đã hóa về hình rồng rồi kéo theo hai thằng để quay trở lại tổng bộ hải quân hắn muốn nhân lúc Luffy phi chưa quá ao trình sẽ dứt điểm cậu ta để trừ hậu họa cùng lúc đó thì ở đảo bánh tứ hoàng bích mom và những người con của bà ta cũng đã chứng kiến được tất cả thế là bà ta cũng đã cây cú mà bộc phát haki bá vương ra khắp đảo bánh tại sao thằng cháu nội của gáp lại mạnh như thế chứ cái dòng họ này là cái quái quỷ gì vậy hết gáp rồi tới dragon bây giờ lại thêm thằng nhóc mũ rơm mà trên hết là các đồng đội của nó ai nấy cũng đều có sức mạnh điên rồ nhìn bọn nó rồi nhìn lại mấy đứa con của mình thì chán chẳng thèm nói phải chi ta biết trước được cái dòng máu của gáp lại châu bò tới vậy thì ngày xưa lúc còn mờ lem ta cũng hốt luôn ông ta làm người chồng thứ nờ cộng một rồi nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn nên đành phải đi tới tổng bộ hải quân một chuyến hy vọng còn kịp lúc để diệt trừ tên lắp phi mũ Dơm. ngược lại với thái độ cay cú của bọn họ thì bây giờ đây tại chỗ của tứ hoàng xanh cậu ta và đồng bọn đã vô cùng khoái chí khi chứng kiến được cảnh này bất ngờ lucky ru đã cười ha hả mà nói xanh à xem ra bây giờ cậu cũng không thể là đối thủ của Luffy được rồi nghe vậy thì xanh đang ở trạng thái miên man suy nghĩ cũng liền cười ha hả xem ra việc làm đúng đắn nhất của cuộc đời tôi là đặt cược cánh tay vào thằng nhóc Luffy. nếu biết trước chỉ hy sinh một cánh tay mà nó phát triển nhanh như vậy thì lúc đó tôi để cho con vua biển cắn thêm cánh tay còn lại luôn rồi nghe tới đây thì mọi người liền cười ha hả nhưng ngược lại với sự hồn nhiên của mọi người thì bây giờ đây ben beckman đã lạnh lùng mà nhắc nhở các cậu nghĩ rằng bọn nhóc đó có thể sở hữu được sức mạnh kinh khủng như vậy vào thời điểm này hay sao Cách đây mấy ngày chúng ta còn nhận được tin nhóm của Luffy đã bị các Pacifista đánh cho thừa sống thiếu chết ở quần đảo Sabaody. Thế nên dù cho Luffy có thực sự thức tỉnh được trái ác quỷ Hito đi chăng nữa thì sức mạnh bọn họ đang sở hữu cũng không phải là thứ sức mạnh mà bây giờ họ nên có. Trước lời nhắc nhở của Ben Beckman thì tất cả các thành viên của băng tóc đỏ cũng bỗng dưng tỉnh ngộ rồi rơi vào trầm tư không thôi. Cũng trong khoảng thời gian này thì ở tại chỗ trụ sở của liều báo Morgan, ông ta cũng đã lên xong ý tưởng cho bài báo hot nhất mọi thời đại của mình với tựa đề Vua hải tặc tương lai nhờ Kuma đánh bay mà vô tình tìm được kho báu One Piece từ đó có sức mạnh vô địch và cái kết là giả cho hải quân sấp mặt thấy được cái tựa đề quá bốc lửa thì cấp dưới cũng không quên hỏi lại ngài mót gian à sau ngày biết bọn này tìm ra kho báu của vua hải tặc hả liệu tin này có chính xác hay không he he thông tin này chỉ là do ta suy đoán thôi chứ không thì làm sao giải thích được thứ sức mạnh châu bò của bọn họ chứ còn về nó chính xác được bao nhiêu phần trăm thì phải tùy duyên rồi nhưng ngươi cũng đừng sợ cứ đăng tin giật gân để kiếm được view trước đi nếu sai cùng lắm thì đăng bài xin lỗi chứ gì ồ ngài thật là châu bò chả trách gì mọi người lại gọi tờ báo của chúng ta là liều báo. Ngài đúng là quá liều rồi. Trở lại chỗ chiến trường. Bây giờ đây không khí đã trở nên tĩnh lặng hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân là vì không ai dám xông tới chỗ của Luffy nữa. Trong tình huống đó thì Luffy cũng vừa ăn vừa nói, Sanji à, cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu mà tôi không bị người khác làm phiền trong lúc đang ăn. Sanji nghe được lời này thì cũng chỉ nở ra một nụ cười mà bảo, không có gì đâu cậu hãy nhanh chóng ăn thật nhiều đi. Đợi tới khi cậu lấy lại sức mạnh thì tất cả sẽ có thể rời đi trong êm đẹp nói xong thì sanji một lần nữa lại biến mất nhưng cuộc đời này éo có phải là giấc mơ vì khi sanji tàng hình thì bất ngờ đã có một giọng nói vang lên đám hải quân các ngươi đúng là vô dụng chỉ là một đám nhóc mà có thể khiến các ngươi run sợ tới thế à lời đó vừa dứt thì thánh saturn cũng đã xuất hiện cùng với một cây gậy ở trên tay thấy saturn tới chỗ này thì bây giờ đám người hải quân đã không ngừng hò hét vì bọn họ biết hiện tại chỉ có saturn mới đủ khả năng xoay chuyển được tình hình mà thôi và cũng thật giống với những gì bọn họ nghĩ bây giờ đây saturn đã biến về hình dạng con nhện quỷ rồi sau đó ông ta liền dùng kỹ thuật dịch chuyển bất ngờ có một vòng tròn hiện lên ở chỗ Luffy đang ăn. Và trong thoáng chốc ông ta liền xuất hiện ở phía trên cái vòng tròn đó, rồi dùng bàn chân nhện của mình tấn công thẳng về phía của Luffy. Trong thấy được cảnh này mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Riêng về phần của Luffy thì cậu ta lại chẳng hề để ý mà chỉ mải mê tập trung ăn uống ngon lành. Có điều khi cái chân nhện vừa chuẩn bị đâm tới chỗ Luffy thì một lần nữa Sanji đã dùng đôi chân bọc haki của mình để ngăn cản đòn tấn công của Satan lại. Nhưng vì việc làm này mà vị trí của cậu ta cũng đã bị bại lộ sau khi sanji đỡ được đòn này thì bây giờ marco ở gần đó đã cay cú mà quát lên mũ rơm à tại sao cậu lại không tránh ra mà cứ ăn uống tỉnh bơ vậy nếu sanji xuất hiện không kịp thì chẳng phải cậu sẽ rơi vào tình muốn nguy hiểm hay sao he he anh không phải lo vì đồng đội của em đã nói không ai được phép làm phiền em ăn thì họ nhất định sẽ làm được vì em luôn tin tưởng vào bọn họ nên cần gì phải tránh cơ chứ giờ phút này marco cũng hiểu ra mọi việc rồi nở ra nụ cười ha <laughs> ha <laughs> nhóm của cậu thật là tuyệt đó trong lúc Luffy và Marco đang nói chuyện thì ở bên đây Saturn đã liên tục dùng những cái chân nhện của mình mà tấn công Sanji. Còn Sanji thì cũng liên tục tránh né, đồng thời cũng gửi những cái đạp yêu thương vào bản mặt của ông ta. Hai người bọn họ liên tục cho nhau ăn hành ngập mồm. Và trong một phút bất cần, Sanji đã bị hắn ta đánh bay ra xa. Nhưng rất nhanh chóng cậu ta đã có thể đứng lên lại và di chuyển ra phía trước bảo vệ cho Luffy. Lúc thấy được bộ đồ của Sanji đang mặc thì Saturn liền cảm thán, xem ra đám Zerma 66 mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng nhỉ và cũng vì sức mạnh của ngươi cũng không tệ nên ta sẽ cho ngươi được vinh dự làm nô lệ của ta nếu đồng ý thì ngươi sẽ đi tới đỉnh cao của cuộc đời bằng không thì ngươi nhất định sẽ phải chết trước thái độ cao ngạo của Saturn thì Sanji chỉ hờ hững nở ra một nụ cười tên yếu đuối như ngươi dựa vào cái gì mà muốn thuyền viên của vua hải tặc làm nô lệ cho ngươi hả và trên hết là ta đang bận trong chừng tên thuyền trưởng ngốc nghếch của ta rồi sau đó ta còn phải nấu ăn cho Nami San và Robin chăn nữa nhưng ngươi cũng đừng có buồn tuy ta không làm nô lệ cho ngươi được nhưng ta lại có thể tuyển ngươi đi đoàn tụ với ông bà lời đó vừa dứt thì Sanji lập tức biến mất rồi trong thoáng chốc sanji đã xuất hiện trước mặt của satan mà tung những đòn liên hoàn cước vào mình hắn và để phân thắng bại sanji đã tung một cước như trời giáng thẳng vào mặt của satan ăn phải đòn đó thì ông ta cũng văng ra khá xa rồi không ngừng kêu la thảm thiết nhưng nhờ vào năng lực của hắn mà vết thương cũng đã hồi phục lại tương đối sau đó hắn liền cười ha ha ta đã quá xem thường ngươi rồi xem ra nếu ta không dùng sức mạnh thực sự thì không dễ gì hạ được các ngươi lời này vừa dứt thì satan liền dùng năng lực của mình để khiến cho nhóm người của sanji bất động ngay tại chỗ sau đó hắn ta cũng lại lao lên và chuẩn bị xử lý Luffy. Sabo thấy vậy liền muốn lao qua để ngăn cản. Nhưng chưa đợi Sabo hành động thì bất ngờ ba đô đốc đã lấy cái thân tàn của mình ra ngăn cản cậu ta lại. Sabo à, ngươi đối đầu với bọn ta mà muốn phân tâm à? Không dễ vậy đâu, ngươi hãy chịu chết đi. Trước một màn chơi ngu của ba vị đô đốc thì Sabo đã cay cú mà bảo, nãy giờ bị ta đánh còn chưa đã à? Xem ra phải dạy dỗ thêm cho các ngươi mới được. Nghe Sabo ham dọa thì Aokiji đã cay cú mà quát, bà mẹ ngươi chó đỏ à? Ngươi xông ra cản hắn thì cứ xông đi, mắc mớ gì lại buông lời chơi chọc hả? Nãy giờ ngươi bị đánh còn chưa đủ à? Trước lời mắng chửi này thì Akenu cũng cay lắm nhưng cũng chỉ biết im lặng thôi. Chứ lỡ mà nói ra lời ngu ngốc nữa thì chỉ sợ đồi thông hai mộ sẽ đón thêm thành viên mới. Trong khi bọn họ đang cãi nhau thì ở bên đây Sabo đã dùng năng lực của trái mera, mera mà tung ra một đòn hỏa quyền về phía của ba vị đô đốc. Cùng lúc đó thì ở bên chỗ của Thánh Satan hắn đã dùng bàn chân nhện của mình mà đâm thẳng về chỗ của Luffy đang đứng. Trong tình huống đó Sanji liền hô lên Luffy à, hãy tránh đi vì tạm thời tôi không di chuyển được. Và khi lời Sanji vừa dứt thì bất ngờ mái tóc của Luffy bỗng dưng hóa trắng rồi những tiếng cười uhaha không ngừng vang lên. Sau tiếng cười đó thì bàn chân nhện của Satan đã không thể nào cử động được nữa. Còn nguyên nhân là vì bây giờ đây Luffy đã dùng bàn tay của mình để ngăn cản lại đòn tấn công của hắn. Haha chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, lần này nếu ta không đánh ngươi ra bả thì ta sẽ rất có lỗi với nhóm người của Kuma. Trước những lời nói bá đạo và vô cùng khó hiểu của Luffy thì Saturn cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng với bản chất bố đời của mình thì hắn đã lấy lại tinh thần rồi dùng những bàn chân khác mà tấn công về phía của Luffy và để đáp trả Luffy đã dùng bàn tay trái bọc haki của mình mà đấm hắn bay ra xa. Tiếp đến cậu ta đã nhảy lên không trung rồi biến cánh tay của mình lớn lên mà chụp lấy Saturn rồi ném hắn về phía của đen. Vì đòn này quá nhanh và dâu đen cũng đang phải đối phó với nhóm người của Marco nên đã không phát hiện ra. Và cái kết là đầu của hắn và Saturn đã va chạm một cái như trời giáng. Tới lúc bọn chúng lấy lại tinh thần thì bây giờ Luffy đã ở trên không trung mà thét lên. Những gì mà hai ngươi đã làm với những người bạn của ta hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Nói xong thì hình dạng thần Nika của Luffy đã được bộc phát một cách toàn diện vào thời khắc này dường như nguyên cả tổng bộ hải quân cũng đều đang nhảy múa theo nụ cười của Luffy. thấy được hình dáng hoàn chỉnh của Luffy ở trạng thái thần nika thì sengoku grab và dâu trắng cũng đã đồng thanh mà hô lên không còn nghi ngờ gì nữa đúng là nó rồi và cũng vào giờ phút này thì tất cả những con sen truyền tin và sen ghi hình đều nổ tung từ đó những gì được ghi lại trong suốt trận chiến đều đã biến mất một cách khó hiểu cùng lúc ấy trong tâm trí của tất cả mọi người trên toàn thế giới bỗng dưng xuất hiện một dòng ký ức kỳ lạ mà ở trong dòng ký ức này lại là cảnh tượng a và dâu trắng đã chết còn băng hải tặc của ông ta thì phải rút đi trong sự tổn thất nặng nề. Lúc phát hiện dòng ký ức này thì bất ngờ có một người lính hải quân hét lên, trong đầu ta xuất hiện cái khỉ gì vậy này? Tại sao hải quân chúng ta ăn hành sấp mặt mà trong ký ức của tôi lại là cảnh chúng ta chiến thắng và còn giết được dâu trắng, làm cho thằng nhóc mũ rơm rơi vào trạng thái mất ý thức chứ hả? Cùng lúc đó thì Sengoku, Gap và các đô đốc, thậm chí cả Saturn cũng xuất hiện trong tâm trí những cảnh tự y như người khác. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì bất ngờ dâu trắng, ấy và những thành viên của băng mũ rơm cùng với những hải quân đã chết trong trận chiến thượng đỉnh bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau đớn rồi từ trên người của họ dần dần xuất hiện những vết thương mà không ai biết tại sao. Tương tự như nhóm người của dâu trắng, thì bây giờ đây trên người của Luffy đã dần dần hiện lên vết thẹo mà lúc trước cậu ta bị Akainu tấn công. Còn về phần của Sabo, Zoro, Sanji và Saturn, dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang cố đẩy họ ra khỏi tổng bộ hải quân. Khi bọn họ vừa cảm nhận được đến đây thì Fujitora, bò lục cùng với những hải quân được bọn họ đưa tới đây cũng đã bị đẩy ra khỏi tổng bộ hải quân một cách khó hiểu. Và sức hút này dường như không thể nào ngăn cản được trong lúc nhóm người của sabo đang cố chống lại luồng sức mạnh kỳ lạ đó thì giọng nói của toki lại vang lên trong đầu của bọn họ các cậu không cần phải lo lắng sở dĩ có hiện tượng này là do tại thời điểm này của quá khứ thì trận chiến ở tổng bộ hải quân đã sắp chấm dứt nên quy luật của dòng thời gian đang từ từ sửa lại những sai lầm khi các cậu xuyên không thế nên các cậu hãy cho tôi mượn một phần sức mạnh để tạo ra lớp kết giới bảo vệ mọi người và khi nhận được lời đồng ý từ nhóm người Luffy thì phu nhân toki đã kết hợp sức mạnh của mình và sức mạnh của bọn họ để tạo thành lớp kết giới che giấu sự tồn tại của nhóm người Luffy và các thành viên băng trắng Nhờ việc làm này mà nhóm của bố già đã trở lại bình thường. Còn Sabo, Zoro và Sanji tạm thời không bị nguồn sức mạnh thần bí đẩy ra khỏi tổng bộ Hải quân nữa. Trong quá trình này, phu nhân Toki cũng đã tạo ra một lá chắn bao phủ Satan lại. Vì cô ta biết Luffy vẫn còn có ân oán cần giải quyết với hắn, nên cô ta muốn thành toàn cho Luffy. Khi tình hình đã ổn định thì phu nhân Toki liền nhắc nhở mọi người hãy nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện ở đây đi, vì sau 10 phút nữa, ta bắt buộc phải đưa các cậu rời đi, bằng không tất cả các cậu sẽ bị kẹt lại ở nơi này vĩnh viễn nghe được lời nhắc nhở đó thì sabo liền nhìn về phía của dâu trắng và các đội trưởng mà bảo cảm ơn mọi người đã hỗ trợ bọn tôi nhưng bây giờ Luffy đã lấy lại sức mạnh nên mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi chỉ khi mọi người an toàn rời khỏi nơi này thì bọn tôi mới có thể yên tâm để rời đi với yêu cầu của sabo thì dâu trắng cũng trầm ngâm một lúc rồi ông ta liền ra lệnh cho tất cả hãy mau rút lui vì ông ta biết rằng với sức mạnh của nhóm người Luffy, khi bọn họ muốn chạy thì cho dù là các tứ hoàng có tới cũng không thể nào ngăn cản được lời bố già vừa dứt thì tất cả đã đồng loạt xông ra phía biển nhưng trước khi rời đi thì A cũng nhìn về phía của Luffy mà nói, Luffy à, em và mọi người nhất định phải an toàn rời đi đó nha. Nghe được lời đó thì Luffy lại càng cười phái trí hơn mà bảo, anh cứ yên tâm rời đi đi. Sau khi sút tung đít bọn họ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cùng lúc ấy ở chỗ bốn tên ngũ lão tinh và Im Sama, ký ức cũng đã bắt đầu mơ hồ giống như tất cả mọi người. Thấy vậy Im cũng cây cú mà quát, rốt cuộc là chuyện gì hả? Tại sao ký ức của ta lại trở nên lộn xộn thế này? Và quan trọng nhất là một mối nguy hiểm như tên mũ rơm, vì sao ta lại cứ có cảm giác sắp quên hết tất cả? Và khi có suy nghĩ này thì ông ta liền quyết định, nếu trong vòng 10 phút nữa mà Saturn vẫn chưa thông báo tin chiến thắng, thì ta bắt buộc phải sử dụng thứ sức mạnh đó để tiêu diệt tận gốc tên nhóc mũ rơm. Nghe vậy thì tên ngủ lão tinh mộc cũng lên tiếng khuyên can, "Im Sama Tôn kính à, nếu làm như thế thì phe hải quân phải tổn thất nghiêm trọng lắm." Trên hết là Saturn vẫn còn ở đó. Trước lời khuyên nhủ này thì Im liền nhìn về hắn với ánh mắt cực kỳ hung ác. Và khi chứng kiến được ánh mắt này thì hắn và mọi người đã không còn ai dám ý kiến gì nữa. Trở lại chỗ của Luffy, bây giờ đây Saturn đã ra lệnh cho tất cả những hải quân còn sức chiến đấu Hãy nhanh chóng chặn nhóm người của dâu trắng lại. Nếu không chặn được hắn thì tất cả các ngươi sẽ phải bị trừng phạt. Thấy tên này chơi ngu như vậy thì Zoro liền dùng thanh kiếm em để tạo ra một đường thẳng trên mặt đất. Sau đó cậu ta cũng liền tuyên bố, bất kỳ ai dám vượt qua lần ranh giới đó thì sẽ phải hối hận vì sinh ra trên đời này. Trước lời ham dọa của Zoro thì đã có rất nhiều người không dám xông lên. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số vị phó đô đốc nghĩ Zoro đang đối phó với Mihawk nên sẽ không rảnh tay đâu. Và vì nghĩ thế nên bọn họ cũng không ngần ngại mà lao tới. Nhưng khi bọn họ vừa mới vượt qua lần ranh giới thì Sanji đã xuất hiện mà bảo các ngươi không nghe thấy lời của tên đầu tạo nói à xem ra các ngươi muốn chết thì phải rút lời sanji liền lao tới phía trước và thế là cứ một đá sanji tung ra thì lập tức có một vị phó đô đốc bay ngược về sengoku chứng kiến được cảnh này thì ông ta cũng khá là quan ngại bọn này ngoài mặt thì lúc nào cũng bất hòa với nhau nhưng khi chiến đấu thì lại gắn bó vô cùng chẳng trách gì bọn nó lại mạnh tới vậy nhưng dù bọn nó có mạnh tới đâu thì ta cũng không thể bỏ cuộc được và vì nghĩ thế nên sengoku lại hóa về trạng thái phật vàng rồi lao tới chỗ của sanji nhưng trong lúc ông ta đang lao tới thì Sanji cũng bọc Haki vào chân của mình, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Sengoku mà tung ra một đạp hết lực. Sengoku thấy vậy thì cũng dùng hai tay của mình để đỡ. Nhưng dù đỡ được thì ông ta cũng đã bị dư chấn đẩy bay về chỗ của Saturn và dâu đen đang đứng. Rất may hai tên đó né được đòn này chứ không thôi là cũng phải về đội với độc cô cầu liệt. Thấy có Sengoku gia nhập vào thì Luffy cũng vô cùng hào hứng mà thét lên, Saturn, tách Sengoku. Món nợ của ta và ba người các người hôm nay cũng hãy tính luôn một lần đi. Bây giờ đây Sengoku cũng cay lắm, bà nội cha ngươi thật chứ, ta nợ gì ngươi hả từ đầu tới cuối toàn là ngươi đánh ta không đó và nếu như có nợ thì ngươi nợ ta mới đúng tích cũng tiếp lời hắn nói không sai ta đây cũng có làm gì ngươi đâu mà ngươi hận ta vậy hả từ đầu tới cuối ta cũng chỉ có làm mỗi việc bắt A giao cho hải quân và đánh lén ngươi một lần nhưng bây giờ ngươi cũng cứu hắn rồi còn lần đánh lén đó ta cũng đã bị tên sanji đánh cho gần chết thế nên làm gì còn hận thù ở đây nữa hả các ngươi không cần biết nguyên nhân chỉ cần biết ta nói thế nào thì chính là thế ấy lời của Luffy vừa dứt thì cậu ta đã biến bàn tay của mình thành khổng lồ và đấm tới chỗ của nhóm người Satan trong tình huống đó bọn họ đã nhảy lên để tránh né sau đó tách liền tung một đòn chấn động về phía của Luffy. nhưng với đòn này thì Luffy chỉ cần dùng haki cấp cao để tạo ra một lớp rào chắn vô hình thế là chiêu thức của tách liền bị hóa giải nhưng cơ hội đó Luffy lại tung thêm một đấm vào bụng của hắn ăn phải đòn này hắn đã bay thẳng vào lòng đất Sengoku thấy vậy thì ông ta cũng bộc haki bá vương vào bàn tay khổng lồ của mình mà đấm tới chỗ của Luffy. để đáp trả Luffy liền há to cái họng của mình ra và cắn vào tay của Sengoku. lúc bị cắn ông ta rất đau rồi không ngừng dãy ruộng nhưng cơ hội đó Laffy phi liền đấm cho ông ta thêm một đấm thế là ông ta cũng bay thẳng vào lòng đất luôn Laffy phi vừa đấm bọn họ xong thì bất ngờ saturn đã dùng năng lực của mình để khiến lắc phi bất động thừa thắng xông lên hắn ta liền bay vào định dứt điểm Laffy. phi nhưng khi hắn ta vừa lao tới thì Laffy phi đã hóa giải được giam cầm rồi tặng cho hắn một cú đấm yêu thương vào cái bản mặt tiếp đến Laffy phi liền xuất hiện trước mặt saturn mà quát bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả giá vì những tội ác mà ngươi đã làm nói xong thì cậu ta không ngừng tung ra những đòn đấm liên tục này thì ngươi dám đánh bonnie này này thì ngươi dám đánh ta này này thì ngươi dám đâm Tiến sĩ Vega Bankey. Và khi nhớ tới đây thì Luffy đã không kiềm chế được nữa, thế là trong thoáng chốc cậu ta đã kéo dài bàn tay của mình đưa lên trời rồi tạo thành một nắm đấm vô cùng to lớn. Sau đó cậu ta cũng bộc Haki bá vương vào trong đó rồi hô lên cú đấm này là vì Kuma. Lời của Luffy vừa dứt thì cú đấm như trời giáng cũng đã xông thẳng tới chỗ của Saturn, khiến cho hắn đi thẳng vào lòng đất rồi ọc máu liên tục. Trong lúc Luffy đang đánh Saturn ngon lành thì bất ngờ Tech và Sengoku đã tung ra một đòn kết hợp rồi đấm Luffy bay thẳng vào tảng băng gần đó. Nhưng rất nhanh cậu ta đã xuất hiện trở lại mà cười ha ha tích thấy vậy thì hắn cũng liền bảo luffy à, ngươi thật sự rất mạnh nhưng những đòn đánh từ trái ác quỷ không hề có tác dụng với ta đâu và trên hết ta được mọi người mệnh danh là vua lì đòn nên dù ngươi có đánh thế nào ta cũng không có sợ ô nếu trái ác quỷ đã không có tác dụng với ngươi thì ta dùng haki vậy lời của luffy vừa dứt thì cậu ta đã bộc haki bá vương vào trong cánh tay của mình rồi lập tức lao tới trước mặt tích như một ngọn gió thấy được khuôn mặt như tử thần của luffy thì tích đã vô cùng hối hận vì cái mỏ hỗn của mình nhưng trong lúc hắn còn đang hối hận ngon lành thì nắm đấm của luffy đã va phải vào cái bản mặt của gã này thì vua lì đòn này thế là một lần nữa hắn lại bay thẳng vào lòng đất đánh bay tech xong thì Luffy liền biến cái chân của mình dài ra và tung về phía của sengoku thấy vậy sengoku cũng liền đưa tay ra để đỡ nhưng vì sức mạnh của đôi bên quá trên lệch nên mặc dù đỡ được thì sengoku vẫn bị đá bay thẳng xuống ngay chỗ gáp đang ăn bánh gạo khi sengoku trông thấy được cảnh này thì ông ta liền nhào qua chỗ gáp mà quát mắng mà ông thật chứ bọn ta đang đánh nhau sống còn vậy mà ông lại ngồi đây ăn bánh gạo được à he he ta xin lỗi vì lúc nãy ta đã bị thằng nhóc mũ rơm đánh cho gãy xương sống nên không đứng dậy được và trên hết là với sức mạnh châu bò của nó thì ta có qua bên đó cũng không giúp được gì cho các ngươi đâu nghe được những lời chọc chó này sengoku liền muốn lao lên tầm cho gáp một trận nhưng chưa đợi ông ta kịp hành động thì đã bị bàn tay của Luffy bắt lấy bây giờ Luffy một tay bắt lấy sengoku một tay bắt lấy saturn kế tiếp cậu ta đã đập hai người vào nhau và để dứt điểm Luffy liền ném bọn họ về chỗ của dâu đen đang ngồi thở hồng hộc khi bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Luffy lại bay thẳng lên trên cao rồi sau đó cậu ta đã bắt lấy những luồng sấm sét rồi ném thẳng về phía chỗ của tết saturn và sengoku vì đòn sấm sét này lao tới quá nhanh nên cả ba đều không thể nào tránh kịp nên đã bị sấm sét giật cho đến người chứng kiến được sức mạnh quá điên cuồng của Luffy thì những hải quân còn lại đều ảo ạt tháo chạy không dám ở đây nữa mẹ nó thật chứ tên mũ rơm này càng lúc càng trâu bò hắn vậy mà có thể đánh ngài saturn và sengoku như con và trên hết là cả sấm sét hắn cũng có thể cầm ném như ném bi cái thứ sức mạnh này chẳng khác gì các vị thần rồi chúng ta mà còn ở lại đây một hồi nữa sẽ không thể nào chạy được đâu trong lúc mọi người đang chạy thì Luffy đã xuất hiện trước mặt của dâu đen mà quát tích à trong suốt cuộc đời ta chưa thấy ai mà đáng ghét như ngươi cả lời đó vừa dứt thì Luffy liền tung ra những đấm liên hoàn này thì ngươi dám bắt a ra nộp cho hải quân này này thì ngươi dám phản bội đồng đội này này thì ngươi dám giết ông già này này thì răng súng mà còn thích cười này và sau một lúc đánh điên cuồng thì tên dâu đen đã nằm thở thoi thóp và không ngừng van xin Luffy tha cho mình Thấy đánh tên Tết đã đủ rồi thì Luffy liền nhìn về phía của Sengoku rồi nở ra một nụ cười. Thấy được nụ cười này, Sengoku cũng đổ mồ hôi hột. Rồi sau đó ông ta cũng không quên nhắc nhở, thằng nhóc à, ta và ông nội ngươi là bạn thân với nhau đó nha. Với lại từ đầu tới cuối ta cũng có làm gì được ngươi đâu, toàn là ngươi đánh ta không đó. Trước lời nhắc nhở này thì Luffy cũng cảm thấy rất chi lý. Và theo như những gì cậu ta nhớ thì ở trong quá khứ tên này cũng không quá đáng ghét. Khi có suy nghĩ này thì Luffy lại nhìn về phía của Akenu đang nằm dưới đất với ánh mắt rực lửa lúc Akenu thấy được ánh mắt của Luffy thì hắn gần như muốn khóc tới nơi luôn rồi. Ông nội ngươi thật chứ, ngươi làm gì mà nhìn ta nữa vậy? Ta có làm gì ngươi đâu hả? Ta công nhận cái mỏ ta có hỗn thiệt, nhưng từ đầu tới cuối ta cũng chưa chửi ngươi lời nào mà. Và quan trọng nhất là lúc nãy ngươi cũng đã đánh ta thừa sống thiếu chết rồi, cộng thêm tên Sabo đánh nữa mà vẫn chưa đủ à? Luffy thấy được bộ dáng nằm thở thoi thóp của hắn và hai vị đô đốc còn lại thì cậu ta cũng mới buông tha cho bọn họ mà nhìn tới chỗ Saturn đang lê lết. Lúc chứng kiến được ánh mắt này của Luffy thì bây giờ trong lòng của Saturn cũng đã thật sự khiếp sợ rồi. Cùng vì quá khiếp sợ nên hắn đã lên tiếng năn nỉ, "Mũ rơm à, ngươi đừng đánh ta nữa. Ta và ngươi đâu có thù hằn gì với nhau đâu. Những việc nãy giờ ngươi nói ta chưa bao giờ làm, ắt hẳn là ngươi có hiểu lầm gì đó. Chỉ cần ngươi đừng đánh ta nữa thì ta sẽ đặt cách cho ngươi trở thành Thiên Long Nhân có được không?" Nghe tới ba từ Thiên Long Nhân thì Luffy lại nhớ tới bộ mặt đáng ghét của đám người ở quần đảo Sabody. Đồng thời cậu ta cũng biết rõ cái đám Thiên Long Nhân này là một đám vô cùng độc ác. Vì nghĩ như vậy nên Luffy liền nhào lên rồi không ngừng đấm vào mặt Saturn liên tục, "Này thì Thiên Long Nhân này. Này thì đặt cách này." này thì cao quý này lúc sabo chứng kiến được cảnh đó thì cũng liền nhào qua ngăn phi lại đủ rồi em đánh một hồi nữa là hắn chết thật đó trước lời khuyên nhủ của sabo thì Luffy cũng dáng đạp thêm một cái rồi mới chịu bỏ qua bây giờ đây sabo cũng nhìn về phía của satan mà bảo trong mắt các người bọn ta luôn là sâu kiến mà bây giờ cảm giác bị sâu kiến chà đạp là như thế nào hả trước câu hỏi đó thì satan cũng cay lắm nhưng rơi vào tình huống này thì hắn cũng không dám nói thêm lời nào nữa trên hết là dù hắn có muốn nói cũng không còn sức để mà nói và khi thấy tình hình đã ổn thì Luffy liền nhìn về phía của Zoro. Bây giờ đây cậu ta vẫn còn sung sức lắm, trong khi Mihawk thì đã chật vật vô cùng. Trong tình huống đó thì Luffy cũng liền hô lên, "Zoro à, cậu hãy phân thắng bại với ông ta luôn đi, để chúng ta còn rời đi nữa." Và khi nghe được lời Luffy nói thì Zoro cũng liền nhìn về phía của Mihawk và bảo, "Chúng ta hãy dùng đòn tiếp theo để phân thắng bại đi." Mihawk nghe được lời đó thì ông ta cũng liền đồng ý. Thế là trong thoáng chốc ông ta đã dùng tất cả sức mạnh của mình rồi chém ra một kiếm. Thấy vậy Zoro cũng sử dụng chiêu quỷ kiếm Asura để đáp trả. Và khi đòn này kết thúc thì Mihawk đã đổ gục xuống đất, trong khi Zoro thì chỉ thở dốc vì mất sức. Trước sự thật này thì Mihawk liền bảo, "Zoro à, đây là trận đấu vui nhất đời ta. Thế nên danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nay ta giao lại cho ngươi." "Ha ha, danh hiệu đó ta sẽ lấy như không phải là bây giờ, tạm thời ông cứ tiếp tục giữ đi." Nói xong Zoro cũng liền đứng dậy rồi bước đi trong sự ngơ ngác của Mihawk. Cùng lúc đó thì ở bên chỗ của Luffy, bây giờ cậu ta cũng đã hóa giải trạng thái Gear năm nên cảm thấy vô cùng nói. Bất ngờ có một ổ bánh mì đưa ra trước mặt cậu ta và người làm việc này không ai khác chính là Kobe. Bây giờ Kobe cũng nói đây là bữa sáng của tôi nên cậu hãy ăn nó đi rồi chúng ta sẽ đánh nhau một trận cuối cùng. Tôi biết bây giờ tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng với vai trò là một người lính hải quân tôi không thể cho cậu rời đi được. Nhưng tôi cũng không muốn đánh với cậu trong khi cậu mất sức. Thấy được dáng vẻ của người bạn thân Kobe thì Luffy cũng nhận lấy ổ bánh mì, rồi vừa ăn vừa nói, "Kobe à, tôi sẽ đánh với cậu nhưng không phải lúc này, vì bây giờ nếu tôi đánh với cậu cũng không hề công bằng. Chúng ta hãy hẹn nhau một trận đánh ra trò ở tương lai nhé." Ok, nếu như cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cố gắng tập luyện để lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ bắt được cậu. Và khi hai người bọn họ đã đạt thành hiệp nghị với nhau, thì Sabo ở bên cạnh cũng liền đánh Kobe ngất đi. Sau khi Kobe ngất thì Jinbe cũng đã đi tới đây cùng với một túi đồ ăn khác trên tay. Một lần nữa thấy được ông ta cùng túi đồ ăn thì Luffy đã rất là vui. Và sau mấy lời chào hỏi xã giao thì Luffy liền nhào lên mà ăn ngấu nghiến. Trong lúc ăn thì Luffy cũng không quên cảm ơn Jinbe vì những việc mà ông đã làm. He he Luffy à cậu đừng có ngại cứ ăn tự nhiên đi, chúng ta. Lúc Jinbe vừa nói giữa chừng thì bất ngờ vết thương ở quá khứ do Akenu đánh cũng đã xuất hiện trở lại. Thế là ông ta đã ngã tại chỗ. Trông thấy được điều này thì Luffy liền nhào qua dung lắc xem thử ông ta có sao hay không. Khi thấy hành động ngu ngốc của thằng em trai thì Sabo cũng liền ngăn cản lại mà nói cậu ta không sao đâu. Nhưng nếu em còn lắc một hồi nữa là ông ta chết thật đó. Việc chúng ta hiện giờ cần làm là chuẩn bị để rời khỏi nơi đây thôi nào. Lời của Sabo vừa dứt thì phu nhân Toki cũng đã xuất hiện giữa hư không. Lúc thấy được hình bóng của Toki thì Saturn Grab và Sengoku cùng những người đã từng gặp Toki trước đây cũng cảm thấy lân lân khó tả nhưng không thể nào nhớ ra được cô ta là ai. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì chiếc tàu ngầm của Lo và chiến hạm của Xanh cũng đã tới tổng bộ hải quân. Và cũng trong thời gian này thì vết thương của nhóm người ngũ lão tinh và các đô đốc cũng đã được quy luật của dòng thời gian từ từ chữa trị cho giống với thời điểm trong quá khứ. Khi dòng thời gian đang khắc phục lỗi do nhóm người của Luffy xuyên không thì ở bên đây nhóm hải tặc của Xanh tốc đỏ cũng đã tới chỗ của Luffy đang đứng. Luffy thấy được những bóng hình quen thuộc thì cậu ta cũng vội vàng chạy tới rồi biến bàn tay của mình dài ra mà ôm chầm lấy tất cả. Anh xanh và mọi người à, đã quá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó. Trước hành động ngốc nghếch của Luffy thì cả nhóm liền cười khoái chí. Thế là xanh cũng liền xoa đầu Luffy mà bảo em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó. Sao hả có muốn đánh với anh một trận hay không? Nghe được lời khiêu chiến thì Luffy liền cười ha hả mà bảo he he em rất muốn đánh với anh nhưng hãy đợi thời điểm khác đi, vì hiện tại nếu đánh với nhau thì không có công bằng với anh. Trước câu trả lời ngây thơ của Luffy thì San liền gật đầu và bảo anh sẽ chờ em, nhưng em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra hay không hả? Và khi câu hỏi này vừa phát ra thì bất ngờ phu nhân Toki đã đứng ra mà can ngăn. Hai cậu có muốn nói chuyện thì hãy để khi khác đi vì bây giờ không còn thời gian nữa rồi. Nghe được lời phu nhân Toki nói thì San cũng liền nhìn về phía của cô ta và dường như trong đầu xuất hiện một cảm giác khá là thân thiết. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì San cũng không thể nào nhớ được phu nhân Toki là ai. Do quá hiếu kỳ nên San cũng liền lên tiếng hỏi, chẳng hay tôi và cô có gặp nhau bao giờ chưa hả? Trước nghi vấn của San, thì Toki cũng ôn tồn đáp, chúng ta có gặp nhau rồi nhưng cậu không cần phải tìm hiểu xem tôi là ai đâu vì dù có tìm hiểu thì tí nữa đây cậu cũng quên hết thôi à và khi nghe được câu trả lời này thì xanh và đồng đội của cậu ta cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm không thôi cùng lúc đó thì toki đã kêu mọi người tập hợp lại để rời đi bằng không là sẽ trễ nhóm người của Luffy nghe vậy thì cũng liền đồng ý như trước khi đi cậu ta đã nhìn về phía của ông nội và boa hancock mà nói lời cảm ơn nghe được lời này của Luffy thì trong lòng của hancock đã rất vui và cũng vì thế nên con của bọn họ tên gì cô ta cũng nghĩ tới luôn rồi kha kha thằng nhóc nhà ngươi cảm ơn cái gì chứ ngươi mà còn ở đây một hồi nữa đợi ta khỏe lại ta sẽ bắt ngươi tống vào trong mục đó một lần nữa nghe lại lời này thì Luffy liền nở ra một nụ cười nhẹ rồi định quay bước rời đi nhưng lúc vừa quay đi thì bất ngờ đã thấy nhóm người của Saturn Tech và Akenu đã hồi phục lại khá nhiều thế là cậu ta liền quát lên mọi người hãy đợi tôi một tí tôi phải đánh bọn họ thêm một trận nữa rồi mới rời đi được nói xong thì Luffy liền muốn nhào lên cậu đừng có bốc đầu như vậy nãy giờ cậu đánh họ như thế cũng đủ lắm rồi còn đánh nữa là chết thật đó trong lúc sanji và mọi người đang can ngăn Luffy thì ở bên đây saturn cũng cảm thấy tình hình không ổn và thế là ông ta liền la lên ôi trời ơi tại sao ta lại chóng mặt vậy này nói xong saturn cũng làm bộ xỉu ngay tại chỗ Dù đen thấy cách này hay thì cũng la lên mấy tiếng rồi nằm ì xuống đất tới khi ánh mắt của Luffy nhìn qua chỗ của akenu thì bây giờ ông ta cũng hú hồn mà học theo nhóm người của saturn a ta đau quá đau kiểu này làm sao có thể sống nổi đây lời đó vừa dứt thì akenu cũng liền ngã ngang xuống đất chứng kiến được dáng vẻ tấu hài của nhóm người ngũ lão tinh thì xanh và mọi người đều cười lên ha hà, hà. Đây là cái đám thiên long nhân cao cao tại thượng đó sao? Thật là tức cười quá đi mà. Trước lời nhận xét này thì các hải quân lại cảm thấy nhục bỏ mẹ. Nhân lúc mọi người còn đang vui vẻ thì Toki đã âm thầm đưa nhóm người của Luffy rời đi. Và khi bọn họ đi hết thì bây giờ đây cơ thể của Sanji, Zoro, Sabo và Saturn của quá khứ đều bị quy luật của dòng thời gian ném về nơi bọn họ đã đến. Cùng lúc đó thì dòng ký ức của tất cả mọi người cũng dần dần quên hết chuyện đã xảy ra ở tổng bộ ngày hôm nay mà chỉ có thể nhớ được những gì đã từng xảy ra trong quá khứ bên cạnh đó thì đã có một số lính hải quân bỗng dưng đổ xuống chết không rõ nguyên nhân và cũng có một số lính hải quân sống lại một cách khó hiểu còn về phần của tứ hoàng bích mom và kaido thì bọn họ không sao hiểu được mình đang định làm gì và định đi đâu thế là bọn họ cũng đành quay trở lại về phần của nhóm người im sama thì cũng đã quên sạch tất cả dù vậy thì hắn cũng có một cảm giác dường như mình đã quên đi một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng nhưng dù cho hắn có nghĩ thế nào thì vẫn không sao nhớ được và sau khoảng thời gian một phút thì bây giờ những biến đổi do nhóm của Luffy xuyên không cũng đã được quy luật của dòng thời gian và không gian sửa đổi lại tất cả cho giống với quá khứ vào thời điểm hiện tại thì dường như tất cả mọi người không một ai có thể nhớ tới cảnh tượng mà nhóm người của Luffy đã làm ở tổng bộ hải quân bọn họ chỉ có dòng ký ức về việc nhóm dâu trắng đã thất bại trong cuộc giải cứu ấy còn Luffy thì vì đau buồn quá độ trước cái chết của anh trai mà bất tỉnh kể cả Luffy của quá khứ cũng có dòng ký ức tương tự như mọi người cậu ta không hề biết rằng mình đã giải cứu được cho ấy một lúc sau ở tại nơi cách đó khá xa nhóm của dâu trắng đã tập hợp lại trên biển và đang chờ tin tình báo về nhóm người của Luffy trong lúc bọn họ chờ đợi thì bất ngờ nhóm người của Marco và Zoro kim cương bỗng dưng khóc ảo lên Bố, A và mọi người à. Bọn con xin lỗi vì không cứu được mọi người. Lúc nghe được những lời này thì bố già, A và những người ở bên cạnh cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và vì quá hiếu kỳ nên bố già liền bước lên để hỏi, "Marco à, con nói cái gì vậy? Bọn ta ở đây có chết đâu." Trước lời nói của dâu trắng thì Marco cũng liền nhìn lên mà hỏi, "Ông là ai mà dám xưng là bố của bọn tôi hả? Chúng tôi chỉ có một người bố chính là dâu trắng mà thôi. Các người hẳn là đồng minh đã giúp chúng tôi cứu bố nên chúng tôi sẽ không trách mọi người. Nhưng lần sau đừng bao giờ nói ra lời này nữa." nói xong Marco liền kêu các anh em của mình rời đi để chuẩn bị cho trận chiến báo thủ với dâu đen. Lúc chứng kiến được cảnh này thì bố già dâu trắng dường như hiểu ra một cái gì đó nên cũng trầm ngâm không thôi. Nhưng ngược lại với dâu trắng thì những người con của ông ta đã chết trong quá khứ chẳng hề hiểu gì cả. Bọn này làm cái gì vậy? Ai có thể giải thích chuyện này hay không? Và vì quá hiếu kỳ nên A định giữ mắt cô lại để hỏi thăm. Nhưng chưa đợi cậu ta hành động thì bất ngờ đã có một vòng xoáy xuất hiện từ khâu trung và hút tất cả bọn họ vào trong đó. Tới khi tỉnh lại thì họ đã thấy mình xuất hiện ở một vùng thảo nguyên xinh đẹp trong thời khắc này thì bọn họ đã vô cùng ngơ ngác và méo hiểu chuyện gì đang xảy ra bất ngờ toki và nhóm của laffy đã xuất hiện lúc thấy được nhóm người toki tới thì ai nấy cũng đều rất vui mừng còn dâu trắng thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện và sau một lúc ổn định tinh thần thì laffy đã chạy tới ôm chầm lấy a mà khóc nức nở anh a à cuối cùng em đã cứu được anh rồi he he em đừng có ngốc như vậy lớn rồi mà còn khóc như con nít tuy nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ đây a cũng nước mắt nước mũi tèm lem và cũng tương tự như a và luffy thì bây giờ sabo cũng đi tới mà ôm chầm lấy bọn họ thấy ba anh em bọn họ yêu thương nhau tới vậy thì mọi người ai nấy cũng cảm động vô cùng sau một lúc nghe bọn họ chém gió thì bây giờ a và đồng đội của cậu ta cũng đã nhìn thấy được toki và cùng vào thời khắc đó họ mới nhận ra đây là vợ của oden thế nên a đã kinh ngạc mà hỏi lại cô là toki à chẳng phải cô đã chết rồi hay sao nhưng chưa đợi cô giải thích thì bất ngờ oden cũng đã đi tới trước mặt của bọn họ một lần nữa gặp lại người đồng đội cũ của mình thì a và mọi người đã cực kỳ kinh ngạc rồi sau đó đã nhào tới mà hỏi tới tấp oden à nơi này là nơi nào và chẳng phải là anh đã chết rồi hay sao ha ha mọi người cứ bình tĩnh chúng ta còn nhiều thời gian tôi sẽ từ từ giải thích cho mọi người hiểu nhưng vì toki nghĩ chồng mình không dành về mấy vụ này nên cũng thay mặt ô đen mà nói rõ nơi này là thế giới song song với thế giới của mọi người đang sống còn nguyên nhân các vị bị đưa tới nơi này là vì thế giới cũ đã không thể nào cho phép các vị ở lại mà nói thẳng ra là tại trận chiến thượng đỉnh lẽ ra mọi người đã phải chết vì nhóm người của Luffy đã xuyên không nên mới cứu được các vị nhưng cái giá phải đổi lại đó chính là các vị phải sống ở nơi này không được quay lại thế giới trước kia nữa nghe tới đây thì mọi người dường như chết lặng và sau một lúc im lìm thì đội trưởng oa đã lên tiếng cô nói vậy có nghĩa là chúng tôi không còn cơ hội để gặp lại người thân hay sao không hẳn là không còn cơ hội mỗi năm vào đúng ngày 7 tháng 7, các vị có thể về gặp và nói chuyện với người thân một lần nhưng sau ngày hôm đó ký ức của bọn họ về các vị cũng sẽ bị biến mất cho tới lần gặp lại tiếp theo và vì mọi người không còn thuộc về thế giới đó nữa nên trong khi về thăm người thân thì mọi người tuyệt đối không được phép xen vào những chuyện quan trọng ở thế giới đó bằng không thì quy luật của dòng thời gian sẽ phát hiện ra và cái kết là các vị sẽ phải tan biến giữa không trung ngay lập tức một số người nghe tới đây thì đã khá là buồn nhưng dù sao còn có cơ hội gặp lại người thân cũng tốt hơn là phải chết. Và vì nghĩ thế nên bọn họ cũng đành chấp nhận. Trong lúc mọi người đang dần dần ổn định thì bất ngờ Luffy đã la lối ầm ĩ, "Tôi không đồng ý, tôi không muốn quên đi anh trai của mình đâu." A thấy vậy thì cũng tiến lên mà nói, "Em đừng có như vậy. Vì chỉ cần anh vẫn thấy em sống tốt là anh rất vui rồi. Anh hứa vào ngày này của mỗi năm anh nhất định sẽ quay lại để tìm em và Sabo." Trước những lời an ủi của A thì Luffy cũng còn buồn lắm như đành phải chấp nhận. Thấy được khuôn mặt buồn hiu của Luffy thì Toki đã đi tới mà an ủi, "Luffy à, cậu không cần phải bận tâm đâu vì ở thế giới này cũng giống như thế giới mà các cậu đang ở thôi và trên hết là từ thời khắc này trở về sau bốn người các cậu nếu có gặp lại a và nhóm người của dâu trắng thì cũng sẽ không bao giờ quên họ còn nguyên nhân là vì các cậu là những người đã từng xuyên không nên có một số quy luật thời gian sẽ không thể nào ảnh hưởng lên mọi người được nghe được lời này thì Luffy đã bất ngờ mà hỏi lại ý của cô là sao cái gì mà quy luật thời gian cái gì mà từng xuyên không cô nói tôi chả hiểu cái gì cả Oden thấy Luffy ngáo ngơ như vậy thì cũng đi tới chỗ của cậu ta rồi vỗ vai mà nói cậu không cần phải để ý mấy cái khác cậu chỉ cần hiểu đơn giản là vào ngày 7 tháng 7 hàng năm thì cậu sẽ gặp lại anh trai của mình và lần gặp đó thì dù người khác có quên đi như nhóm bốn người các cậu vẫn nhớ rõ là được ha ha thì ra là vậy nói như ông chả phải dễ hiểu hơn sao nhưng mà đợi một tí ông là ai vậy ô nãy giờ tôi đã quên chưa giới thiệu cho cậu tôi là cô Yukio Den và cũng chính là cha của nhóc Momonosuke và công chúa Hijori còn nguyên nhân ta vẫn còn sống là vì ta có một người vợ và những đồng đội vô cùng tuyệt vời nhờ vào bọn họ mà ta mới có thể thoát chết nói xong ông ta liền nhìn về phía của Toki và dâu trắng mà nở ra nụ cười và tới bây giờ chúng ta mới biết được rằng sở dĩ Oden còn sống là vì vào ngày Kaido tấn công vào lâu đài thì phu nhân Toki đã thức tỉnh được trái ác quỷ thời gian. Từ đó cô có ba lần cơ hội để quay lại quá khứ. Thế là cô ta đã dùng lần đầu để cứu người chồng yêu quý của mình. Trong chuyến đi đó cô đã nhờ bố già, vua bóng tối cùng với một số thuyền viên cũ của băng vua hải tặc đi tới Wano để cứu Oden. Và cùng trong lần đó thì bọn họ đã đánh Kaido và các thuộc hạ gần chết. Nhưng sau đó dòng thời gian đã sửa lỗi nên ngoại trừ nhóm người của bố già và vua bóng tối thì không ai còn nhớ chuyện đó nữa, mà chỉ nhớ tới việc Oden đã bị Kaido giết chết. Khi nghe kể tới đây thì A và một số đồng đội mới hiểu được nguyên nhân tại sao lúc trước bố già lại ngăn cản bọn họ đi tới báo thủ cho Oden. Và tới bây giờ chúng ta cũng biết nguyên nhân vua bóng tối 2 năm trước không đi cứu anh chị em là vì ông ta đã biết dù ông ta có đi cũng không làm được gì. Mà quan trọng nhất là ông ta biết được ý định của Toki là đợi khi Luffy đủ mạnh sẽ cho bọn họ xuyên không. Và sau một lúc giải thích thì dường như mọi bí ẩn đều được phơi bày và cũng trong giờ phút ấy Oden cũng đã đi tới trước mặt của Luffy rồi cúi đầu cảm ơn. Mũ rơm à ta cảm ơn cậu và mọi người nhiều lắm, nhờ có các cậu mà hai đứa con của ta mới có thể bình yên vô sự nhưng bọn nó vẫn còn ngốc lắm nên hy vọng các cậu trong tương lai cũng hãy giúp đỡ cho nó nhé. He he ông không cần phải bận tâm đâu vì bọn họ đều là bạn của tôi mà. Thế nên bất kỳ ai dám đụng tới bọn họ tôi đều không bỏ qua. Nhưng tôi thật không hiểu ông mạnh như vậy tại sao lại không giúp bọn họ đánh bại Kaido hả? Và quan trọng nhất là tại sao ông và phu nhân Toki lại không về thăm hai đứa con của mình? Trước câu hỏi ngu ngơ của Luffy thì cả bọn đều thở dài ngao ngán, tên này đúng là đàn gãy tay châu mà. Bọn họ không phải không đi gặp mà chỉ là vì nhóc Momo và Hiori không nhớ được chuyện đó thôi, có hiểu không hả tên ngốc? he he vậy thì lần sau tôi có gặp lại hai anh em cũng Momo tôi sẽ nói cho bọn họ biết tin hai người vẫn còn sống để bọn họ không còn buồn nữa và khi nghe tới đây thì Oden và Toki đã vô cùng cảm ơn Luffy vì thời gian gần đây Toki và Oden đã tìm hiểu rất rõ do hai người họ không còn thuộc về thế giới đó nữa nên lời của bọn họ nói Momo và Hiyori sẽ không nhớ nhưng nhóm người của Luffy vẫn là người của thế giới đó nên nói ra bọn họ sẽ nhớ và khi bố già dâu trắng và mọi người biết cách này có thể áp dụng được thì bọn họ cũng nhờ Luffy nếu có gặp lại nhóm người của Marco và các đứa con của ông thì hãy nhắn lại với bọn họ hãy yên tâm đi vì ông và mọi người đang sống rất là tốt nhé. Được thôi tôi sẽ nhắn lại với bọn họ nên mọi người cứ yên tâm đi. Và sau khi nói xong mọi việc thì bọn họ liền mở tiệc để ăn mừng nhóm của dâu trắng thoát chết. Lúc buổi tiệc kết thúc thì bố già đã đi tới trước mặt phi mà nói, nhóc con à thứ sức mạnh ngươi đang sở hữu vô cùng bá đạo, nên ngươi có thể thay ta chú ý tới đám người của mắt cô hay không? Ngươi đừng để cho tích hại bọn nó có được không hả? Ông già ông cứ yên tâm đi mắt cô và mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Và đợi tới khi tôi gặp lại tên dâu đen đáng ghét đó tôi nhất định sẽ thay ông xúc tung đích hắn. Nghe được lời hứa của Luffy thì bố già và những người con của ông đã cúi đầu cảm ơn Luffy Sau khi khóc lóc chia tay đã đời thì Toki cũng đã đưa nhóm người của Luffy về lại dòng thời gian chính thức Nami và mọi người thấy được nhóm của Luffy về thì bọn họ cũng liền chạy tới hỏi thăm Sau khi biết được mọi chuyện thì bọn họ lại tổ chức ăn mừng thêm một lần nữa Mấy tháng sau và đúng ngày 7 tháng 7 Luffy đã thông qua cách gửi thư mà gọi hai anh em của Momo và nhóm người của Mako tụ họp Rồi kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe Tuy là không hiểu lắm nhưng bọn họ lại tuyệt đối tin tưởng vào những lời Luffy đã nói thế nên bọn họ đã vô cùng vui mừng vì người thân của mình vẫn còn sống tốt trong lúc bọn họ còn đang nói cười thì bỗng dưng có một vòng xoáy không gian xuất hiện trên đầu bọn họ và người đến không ai khác chính là nhóm người của dâu trắng và hai vợ chồng của Oden. vào thời khắc này ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc he he bộ ngoại chuyện tới đây là hết rồi nhóm của bạch lang cảm ơn các bạn nhiều lắm nha